Các bạn đang nghe truyện trận vấn trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1614, Khu rừng bí mật, 4. Nhưng cũng may, chuyện đứa nhỏ này làm, một chuyện so với một cái, không hợp thói thường, hơn. Nói ra, người khác cũng chưa chắc tin. Ngược lại là cái cớ bậy bạ của mình, lộ ra rất nhiều, đáng tin. Tuân tử du thầm thở dài trong lòng. Không chỉ muốn bảo vệ hắn chu toàn, còn muốn biên cớ cho hắn, nói dối. Mình dễ dàng sao, về sau có cơ hội, cao thấp phải để cho đứa nhỏ này mời mình uống rượu bên kia, mặt họa hội hợp với mấy người lệnh hồ tiếu. Chạy, không tìm được nữa. Mặt họa thở dài. Mấy người đều có chút tiếc nuối, thiếu chút nữa là có thể giết chết yêu tu kia. Đi về trước đi, xem thương thế của trình mặt như thế nào, về phần yêu tu kia, nếu đã ở trong núi, sớm muộn gì cũng chạy không thoát dám ra tay với tiểu sư đệ của thái hư môn ta sớm muộn gì cũng lột da của nó mặt họa trong lòng yên lặng nói mọi người liền quay trở về chỉ là trên đường trở về lệnh hồ tiếu rõ ràng có chút tâm sự nặng nề hắn ở sau lưng ba phen mấy bận vụng trộn nhìn về phía mặt họa cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ngươi biết ngự kiếm mặt họa có chút ngoài ý muốn cực đầu nói biết một chút nhưng không tính ngự kiếm chính thống chủ yếu vẫn là dựa vào trận pháp trên kiếm lệnh hồ tiếu Ừm, một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là trong lòng càng coi mặt họa trở thành một, cao thủ, sâu không lường được. Sớm muộn gì cũng đánh với hắn một trận lệnh hồ tiếu trong lòng kiên định nói. Đến chân núi Thái Hư Môn, đám người liền tách ra. Lệnh hồ tiếu trở về sung hư môn. Mấy người mặt họa trở về Thái Hư Môn. Đến sơn môn, tư đồ kiếm liền hỏi, tiểu sư huynh, chuyện yêu tu có cần nói cho trưởng lão trong môn không? Mặt họa nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, người khác có thể không nói, nhưng trưởng lão trong môn phái là phải thông báo một chút. Ừm. Mạc họa gật đầu. Sau đó hắn liền tìm tống trưởng lão chịu trách nhiệm khảo cần và các hạng mục công việc khác trong tông môn, nói cho hắn biết chuyện ở luyện yêu sơn gặp được yêu tu. Yêu tu, tống trưởng lão nghe xong, thần sắc lập tức ngưng trọng. Được, ta sẽ thông báo chuyện này cho trưởng lão tông môn trực ở luyện yêu sơn, để bọn hắn lưu ý một chút, cũng cam đoan đệ tử an toàn. Trưởng lão trực ban của luyện yêu sơn. Là tuân tử du tuân trưởng lão sao? Mặt họa hỏi. Tống trưởng lão hơi kinh ngạc. Ngươi biết hắn, mặt họa lắc đầu. Từng có duyên gặp mặt một lần, nghe qua tên của hắn, nhưng không tính là nhận thức. Tống trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó có chuyện gì tuân trưởng lão sẽ hỏi lại ngươi. Mặt họa gật đầu. Ừ, được. Báo cáo với tông môn xong, mặt họa an tâm hắn lại đi xem trình mặt thương thế của trình mặt đã tốt hơn không ít chúng ta báo thù thay ngươi chém đứt một cánh tay của quái vật kia mặt họa còn đưa cánh tay nhỏ kia cho trình mặt nhìn thoáng qua sau đó lại tự mình thu vào hơi thở của trình mặt có chút yếu ớt cười khổ nói đa tạ tiểu sư huynh mặt họa thấy thần sắc hắn có chút chán nản liền nói đó là một con yêu tu thực lực rất mạnh năm người chúng ta liên thủ cũng chỉ chặt đứt một cánh tay của nó, còn để nó chạy. Ngươi dưỡng thương cho tốt, thương thế tốt rồi, chúng ta cùng đi tìm lại mặt mũi, băm vầm tên yêu nghiệt kia, lột cả da, trình mặt nghe vậy, quả nhiên tinh thần chấn động, cười gật đầu nói, được, mặt họa lại cùng trình mặt hàng huyên vài câu, để cho hắn an tâm dưỡng thương, sau đó liền trở lại đệ tử cư, vụng trộn lại đem một đoạn cánh tay của yêu tu kia lấy ra. Trên cánh tay này có mang theo chút yêu khí, theo quy củ tông môn thì không thể mang vào tông môn nhưng mặc họa đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện với tống trưởng lão xem như đã qua minh lộ ở chỗ tống trưởng lão tống trưởng lão mặc dù không biết mặc họa muốn cánh tay này có ích lợi gì nhưng thứ này bản thân mặc họa cho dù là chiến lợi phẩm chiến thắng yêu tu mặc họa nói giữ lại có ích tống trưởng lão do dự một lát cũng trả lại cho mặc họa trên cánh tay của yêu tu này mặc dù còn lưu lại yêu khí nhưng đã cực kỳ bé nhỏ cho dù có cho mặc họa cũng sẽ không gây ra nguy hại quá lớn huống chi mặc họa là đệ tử tuân lão tiên sinh coi trọng có tuân lão tiên sinh làm chỗ dựa yêu cầu của mặc họa chỉ cần không đặc biệt quá phận hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mặc họa nói lời cảm tạ với tống trưởng lão vừa mới trở lại chỗ ở của đệ tử liền bắt đầu nghiên cứu hắn trước tiên tìm linh dược ngâm cánh tay tẩy đi vết máu phía trên cùng với kiếm trận gãy vàng sau khi nổ tung lưu lại mảnh kiếm phiến nhỏ vụn cùng kiếm khí hệ kim. Linh dược này, là hắn cố ý mời một vị, tiểu sư đệ, tinh thông luyện đan, điều phối cho hắn. Sau khi rửa sạch, huyết sắc trên cánh tay rút đi, lộ ra màu thịt nguyên bản. Trên da, từng đạo trận văn cũng hiện ra. Những trận văn này, bên trong phong cách cổ xưa, mang theo yêu dị, tự hồ truyền thừa có chút xa xưa, nhưng trên trận su cố thành, mang theo một ít khí tức mang hoa nguyên thủy là tứ tượng trận văn, hơn nữa tinh tế phân biệt, có thể phát hiện những tứ tượng trận văn này, tựa như tượng hình văn tự, có hình thái tổ thú. Bút bụng như lưng yêu, đầu bút lông như nanh vuốt, giống như lan văn. Nhìn qua giống như tứ tượng lan văn trận. Mặt họa ngưng thần tường tận, mắt lộ vẻ trầm tư. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tứ tượng trận văn. Trước đó hắn ở trên đầu hói của con ngốc ưng này, đã từng thấy trận văn tương tự đồng dạng tôn lão tiên sinh cũng đã dạy hắn tứ tượng trận văn cơ sở nhưng hai thứ này lại hoàn toàn khác biệt tôn lão tiên sinh dạy mình trận văn đoan chính đại khí là thú văn chân chính mà trên đầu ưng ngốc cùng trận văn trên cánh tay yêu tu này rõ ràng cho thấy truyền thừa một mạch khác hình dạng và cấu tạo khác hoa văn giống như yêu càng giống như yêu văn trong tứ tượng trận pháp rõ ràng có bản nguyên giống như thú văn và yêu văn nhưng cụ thể là bản nguyên gì thú văn và yêu văn đến tục cùng cái nào mới là chính thống mặc họa cũng khó mà nói dù sao hắn biết rất ít về tứ tượng trận pháp chỉ từ chỗ tôn lão tiên sinh nghe qua một ít lai lịch của tứ tượng trận pháp tứ tượng trận pháp là trong mang hoang chi địa phía nam cửu châu những tu sĩ hoang tộc kia đời đời kế thừa trận pháp tổ truyền mang hoang chi địa mặc họa tâm tư khẽ động sau khi tiến vào châu giới càng học, tất cả những gì nhìn thấy nghe được, nhanh chóng hồi tưởng lại lúc trước hắn tính toán, tiến hành so sánh trận văn, suy đoán ra tứ tượng yêu văn trận, hẳn là xuất phát từ thủ bút của đồ tiên sinh. Mà tà thần sừng dê mà đồ tiên sinh thờ phụng, tên là chủ của đại hoang. Đại hoang này hẳn là chỉ ba ngàn ngọn núi lớn mang hoang. Tứ tượng trận pháp, nguyên là từ hoang tộc tu sĩ mang hoang chi địa. Tà thần sừng dê là tà thần của đại hoang nói như vậy tứ tượng trận pháp này vốn là truyền thừa ở chỗ tà thần những yêu tu thân mang tứ tượng trận pháp này cũng là nanh vuốt của đại hoang tà thần nếu là như vậy những yêu tu này giấu ở trong núi luyện yêu làm gì mặc họa trong lòng mơ hồ có chút suy đoán nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nắm được đầu mối hắn lại nhớ lại từng chút một trong núi luyện yêu sau đó đột nhiên cả kinh yêu thú cho đến tận bây giờ hắn ở trong luyện yêu sơn gặp được yêu thú tuy nói phẩm loại hy hữu rất nhiều đều là lần đầu tiên hắn gặp, nhưng không hiểu thấu, luôn có một tia cảm giác quen thuộc vi diệu. Đoạn Kim Môn lần đầu tiên cướp đầu heo yêu của hắn, yêu tu cướp huyết mị hồ, còn có lan yêu, xà yêu, ngưu mã yêu thú bình thường khác những yêu ma tà mà hắn chém giết, ăn, đi tới này đều là những yêu ma tà mà hắn đã từng đối nghịch với tà thần, có vài phần tương tự, nhất là trư đầu ma cực lớn, còn có nữ nữ bán hồ màu hồng, có thể thi triển yêu ma mị hoặc lúc trước hắn dùng tế đàn gọi món còn từng gọi đồng thời ăn yêu ma giả nửa người nửa yêu huyết luyện hóa ma yêu ma dưới trướng đại hoang tà thần do chân tay tàn phế giữ tận huyết tinh cấu thành một nửa là người một nửa là yêu tàn chi của người đến từ tu sĩ bị lừa bán bị diệt môn bị tàn sát chia cắt phần lớn phần lớn phần chân tay còn lại của con yêu ma này đều đến từ luyện yêu sơn mặt họa trong lòng phát lạnh. Nói như vậy, núi luyện yêu này chính là núi nuôi dưỡng mà đại hoang tà thần dùng để tế luyện đại quân yêu ma trong âm mưu, không chỉ như vậy mặt họa nhíu mày. Nếu như vật liệu yêu thú huyết luyện yêu ma, phần lớn đến từ luyện yêu sơn, như vậy yêu tu biến thành anh vút tà thần, tất nhiên số lượng rất nhiều. Hơn nữa, chỉ dựa vào yêu tu khẳng định không được. Yêu tu nhiều lắm chỉ có thể săn giết yêu thú. Trong quá trình này, tất nhiên còn phải có người hỗ trợ vận chuyển chia nhỏ tế luyện vân vân hơn nữa quan trọng nhất là phải ẩn nấp không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện mặt họa lại nghĩ tới phiến mênh mông mà chết chóc kia cùng thần đạo trận pháp hòa là một thể thần thức phân biệt không ra bất kỳ khí tức rừng rậm trong lòng dâng lên một cổ hàng ý trong mảnh núi rừng nhìn như tầm thường kia có lẽ ẩn giấu đi so với mình dự đoán còn muốn đáng sợ bí ẩn hơn ngoại trừ yêu tu còn có ai đang giúp tà thần mặt họa chỉ trầm tư một lát trong lòng liền có suy đoán. Đoạn kim môn con trư đầu yêu to mộng kia, chính là đoạn kim môn đang tranh đoạt với mình. Lúc đó, mình chỉ coi bản tính đoạn kim môn thối không biết xấu hổ, làm việc từ trước đến nay như thế, thích cướp đồ của người khác. Đương nhiên, đoạn kim môn đích xác thối không biết xấu hổ, cũng thật sự thích cướp đồ của người khác. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, trong này có lẽ còn ẩn giấu điều gì khác. Hơn nữa, đoạn kim môn phía sau bị thua thiệt, vậy mà thật thành thành thật thật hành quân lặng lẽ, không còn cùng thái hư môn tranh chấp. Đây hoàn toàn chính xác không giống tác phong của đoạn kim môn. Hiện tại xem ra, bọn họ hành quân lặng lẽ, có lẽ là vì một ít âm mưu không bị phát hiện, cho nên không thể không ẩn nhẫn nhất thời, khiêm tốn làm việc. Bí mật này có lẽ chính là đoạn kim môn đang giúp tà thần săn giết yêu thú, tế luyện yêu ma, mặt họa trong lòng chấn động, lập tức càng nghi hoặc. Đoạn kim môn từ đâu tới lá gan lớn như vậy, bọn họ không sợ đạo đình vấn trách, chặt đứt đạo thống của bọn họ, diệt căn cơ của bọn họ, phong truyền thừa của bọn họ, xóa tên của bọn họ sao, còn có. Chuyện này, đoạn kim môn đến cùng tham dự đến loại trình độ nào, là từ trên xuống dưới đều tham dự, hay là chỉ có một bộ phận nhỏ đệ tử, hoặc gia tộc phe phái âm thầm mưu đồ, trưởng môn đoạn kim môn có biết hay không? Những lão tổ bế quan của bọn họ đâu, hơn nữa, bọn họ thật sự biết mình đang làm gì sao, tà. Thần Đại Hoang, chính là tà thần đã ruồng bỏ đạo thần minh, tà thần mạnh mẽ chân chính đây không chỉ là vấn đề bảo hộ lột da. Trong mắt tà thần, sợ là vạn vật đều là chó rơm, người căn bản cũng không tính là người. Bọn họ không sợ bị tà thần tính kế, bản thân biến thành con rối, hoặc là tế phẩm của tà thần, vạn lần chết cũng không thể siêu sinh sao, mặt họa lắc đầu, trong lòng cảm khái. Những người này căn bản không biết tà thần khủng bố như thế nào, nếu không phải mình, ăn, mấy cái thần hài cùng hóa thân của tà thần chính mình cũng không biết đối với tu sĩ bình thường nhất là tu sĩ không tu thần niệm mà nói tà thần thế nhưng là cấm kỵ chân chính là không thể nhận ra không thể biết sợ hãi không thể địch điểm ấy mặc họa biết rõ trong lòng nhưng chuyện tà thần lại không dễ nói với người khác thiên cơ trong này quá lớn một là nói ra người khác chưa chắc tin hai là họa từ miệng mà ra một khi nói bị người hữu tâm biết, sợ rằng sẽ dính vào đại nhân quả, mang đến phiền phức cho mình. Hơn nữa chuyện có liên quan đến tà thần, dính đến quá nhiều bí mật, có thiên cơ diễn toán, thiên cơ quỷ toán, hoàng sơn quân, thần minh học, thần thức chứng đạo, thần niệm thôn phệ, vân vân Mình căn bản không giải thích rõ được. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. huống hồ châu giới càng học, tu sĩ đại năng nhiều như vậy, cũng không cần thiết một tu sĩ nhỏ như mình phải quan tâm tự mình làm chuyện của mình là được mặc họa suy nghĩ một chút cân nhắc xem kế tiếp mình nên làm gì đầu tiên bí mật của luyện yêu sơn chuyện liên quan đến tà thần chính mình khẳng định phải điều tra một chút âm mưu của tà thần có thể quấy rối thì quấy rối cho dù không đối ngoại đề cập sự tình tà thần cũng phải đem đoạn kim môn lột sạch miễn cho bọn hắn lại làm chuyện xấu còn có tế đàn trong luyện yêu sơn không biết có tế đàn của tà thần hay không nếu có đây chính là một bữa bữa tiệc lớn làm sao có thể bỏ qua được tiếp theo phải bắt mấy yêu tu lột tứ tượng trận pháp trên người bọn nó xuống nghiên cứu một chút cuối cùng còn có trận pháp thần đạo trận pháp thần đạo ẩn chứa lực lượng thần niệm có lực khắc chế đối với thần minh tương lai không lâu chính mình nói không chừng liền muốn đối mặt tà thần hoặc là một ít tà ma cường đại trận pháp thần đạo khẳng định cũng phải học nhưng bây giờ âm mưu của tà thần thâm trầm khó lường, còn không tiện nhìn trộm. Yêu tu quá mạnh, cũng không dễ bắt. Chỉ có trận pháp thần đạo được bố trí trong núi rừng, không chạy không động, ngược lại có vẻ, xúc tay có thể chạm tới. Nhưng phía núi rừng thần bí kia, mặt họa cũng không dám đi vào. Ai cũng không biết, sẽ gặp phải cái gì ở trong núi rừng. Nếu như đụng phải đại đội yêu tu, hoặc là tà tu kim đang cảnh, vậy trực tiếp liền nghỉ cơm tốt nhất là có thể tìm vệ sĩ. Nhưng bảo tiêu nào dễ tìm như vậy, mặt họa nghĩ đến cố trường hoài, lập tức lắc đầu. Đáng tiếc cố thúc thúc không phải tu sĩ tông môn, cũng không thể vào luyện yêu sơn. Bằng không có hắn tự mò, mình có thể yên tâm đi vào trong rừng luyện yêu sơn, hái rau. Muốn tu sĩ kim đan, còn phải là tu sĩ tông môn, còn phải có thể đi vào luyện yêu sơn. Mấy yêu cầu này, gần như không còn ai mặt họa thở dài thật dài nhưng thở dài một nửa hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người một bóng người còn có cổ khí tức quen thuộc kia lại từ trong trí nhớ của mặt họa hiện ra mặt họa nhíu mày hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình tiến vào luyện yêu sơn hình như đã phát giác được có người đang nhìn trộm mình ở luyện yêu sơn phía sau hắn cũng thường xuyên có loại cảm giác này tại thời điểm mình diễn toán kiếm khí của tống tiệm thôi diễn đoạn kim kiếm trận cổ cảm giác này mãnh liệt nhất. Mặc họa vốn còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình. Mãi cho đến sau này, hắn ở cửa phòng của tuân lão tiên sinh, đụng phải trưởng lão gọi là tuân tử du, kia tuân tử du, là hậu bối của tuân lão tiên sinh. Lúc nhìn thấy mình, vẻ mặt của hắn rõ ràng có một cái chớp mắt chục dạ. Nói chuyện với mình, mặc dù lộ ra xa lạ, nhưng ánh mắt nhìn mình lại có vẻ rất quen thuộc. Huống chi, khí tức trên người hắn Mạc Họa luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bây giờ sâu chuỗi tất cả lại, Mạc Họa dần dần hiểu được. Vệ sĩ này, có lẽ không cần cố ý đi tìm, Mạc Họa thần sắc hơi dừng lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ có một khả năng, bản thân tôi có một bảo tiêu, luyện yêu sơn, sâu trong rừng rậm. Một nơi âm u không ánh sáng, không thể thấy. Yêu tu bị gãy một cánh tay, nửa người không trọn vẹn, đang chật vật bò nửa đi tới một sơn cốc hắn lấy ra một cây bạch cốt, dùng lửa xanh âm u đốt cháy. Âm trầm, hiện ra yêu khí màu xanh lục, lượng lờ dâng lên. Yêu tu đứng tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, một người áo đen cao lớn, không biết khi nào chậm rãi đi tới. Xảy ra chuyện gì, người áo đen thanh âm nặng nề, lộ ra lạnh như băng. Ta, khí tức của yêu tu đức quảng. Phụng mệnh đi sang một con huyết mị hồ, ai ngờ nửa đường lại bị mấy đệ tử tông môn chặn đường viết mị hồ rất thưa thớt ta tốn thời gian một tháng mới tìm được một con này vốn cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ cần ngư ông đắc lợi thừa dịp hai phe bọn họ tranh đấu đoạt yêu thú này là được nhưng ta sắc mặt yêu tu đột nhiên tái nhật yêu văn của ta xảy ra sự cố yêu lực nghịch hành trùng kích thức hải thần thức cũng một trận hoa mắt ù tai sau đó ta không biết xảy ra chuyện gì chỉ nhớ rõ Hình như là ta cướp yêu thú, thiếu chút nữa đã giết chết một đệ tử, sau đó bị đồng môn của đệ tử kia tìm tới. Người áo đen nhíu mày, "Cảnh giới gì?" Yêu tu thấp giọng nói, "Trúc cơ trung kỳ." Người áo đen cười lạnh, "Ngươi là trúc cơ hậu kỳ, học được yêu công, vẻ yêu văn, không đối phó được với mấy đệ tử trúc cơ trung kỳ của tông môn sao? Ngươi còn có thể phế vật hơn một chút." Yêu tu thần sắc bối rối, vội vàng giải thích không trách ta, chỉ trách những đệ tử kia quá mức kỳ quặc là tông môn nào bọn họ không mặc đạo bào của tông môn hơn nữa còn có đủ loại thủ đoạn kiếm pháp pháp thuật trận pháp dùng cái gì cũng có ta nhất thời nhìn không ra người áo đen càng thêm không kiên nhẫn giao thủ với người khác ngay cả lai lịch của người khác cũng không nhìn ra quả nhiên tu hành yêu công đầu óc hỏng rồi dùng kiếm pháp và trận pháp gì yêu tu nói có một môn kiếm pháp hệ hỏa mặc dù uy lực không tầm thường nhưng không tính là khó giải quyết pháp thuật là hệ thủy, rất ghê tởm trận pháp chung xuống quá nhiều, hơn nữa uy lực cực mạnh, chỉ là ta đối với trận pháp một chữ cũng không biết, cũng không phân biệt rõ, ngoài ra, chính là một đệ tử kiếm tu, mặt mày như kiếm, khí thế quanh thân cực mạnh, phối hợp một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, kiếm khí vô cùng sắc bén, căn bản không giống như là đệ tử trúc cơ trung kỳ người áo đen nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Trường kiếm xanh nhạt, kiếm khí lăng lệ, Sung hư môn tên của một vị kiếm đạo thiên tài sung hư môn hiện lên trong đầu ánh mắt hắt y nhân ngưng tụ nhìn yêu tu một chút hỏi ngươi chính là bị đệ tử kiếm tu này gây thương tích không không phải trong lòng yêu tu vẫn còn sợ hãi nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hoảng sợ ta bị kiếm khí vàng gãy làm bị thương lời vừa nói ra lúc này người áo đen tức giận quát lớn nói bậy bạ gì đó ánh mắt hắn lạnh lẽo làm sao ngươi có thể bị đoạn kim kiếm khí gây thương tích thật yêu tu rung giọng nói hơn nữa không phải kiếm khí vàng ống bình thường là ngự kiếm. Chính thống, đoạn kim ngự kiếm quyết, quy lực cường đại, linh kiếm điều khiển cách xa ít nhất 160 trượng, một kiếm từ xa, chặt đứt cánh tay của ta, thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta, yêu tu vừa phẫn nộ, lại vừa sợ hãi thật sâu. Ánh mắt hắc y nhân như kiếm, đảo qua vết thương của yêu tu, quả nhiên thấy trên vết thương, kiếm khí sắc bén như đoạn kim nhất thời mặt lạnh như băng, trầm giọng hỏi ai đang ngự kiếm, yêu tu lắc đầu, ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải là mấy đệ tử tông môn kia khoảng cách ngự kiếm bên ngoài 160 trượng, quy lực kiếm đạo cường đại như thế, ít nhất cũng phải là trúc cơ đỉnh phong, thậm chí kim đan sơ kỳ mới có thể nắm giữ ngự kiếm thuật. Mấy đệ tử tông môn kia, bọn hắn còn không xứng. Hơn nữa ta đã giao thủ với bọn họ, trong năm người kia, cũng không có người tu luyện đoạn kim ngự kiếm quyết. Cho nên, người có ý định ngự kiếm giết ta này, tất nhiên là một cao thủ kiếm đạo núp trong bóng tối, âm thầm đánh lén, mà người này không chỉ tu đoạn kim kiếm quyết, còn tu thuật ngự kiếm chính thống nhất đoạn kim môn, yêu tu phát lạnh. Người áo đen mặt trầm như nước, ý của ngươi là yêu tu hạ giọng, cắn răng nói, tống gia, ánh mắt người áo đen đột nhiên hung lệ. Yêu tu kiên trì nói, chỉ có cách giải thích này. Tống gia tu luyện đoạn kim ngự kiếm quyết chính thống. Tống gia vẫn luôn là địch với kim gia. Tống gia hiểu rõ kim gia nhất. Mà ngoại trừ đệ tử kim gia ra, cũng chỉ có đệ tử tống gia có thể thi triển đoạn kim ngự kiếm thuật cường đại như thế ta hoài nghi yêu tu phun ra một mụn máu ngưng âm nói một ít mưu đồ của chúng ta bị tống gia nhìn ra manh mối bọn họ liền muốn mượn đao giết người mượn tay những tông môn khác kéo kim gia xuống ngựa sau đó tống gia bọn họ vừa vặn mượn chuyện này thượng vị người áo đen trầm mặt không nói nhưng sát khí cuồn cuộn trên người hắn lại càng ngày càng kịch liệt một cổ yêu lực khát máu băng khoăn quanh thân hắn giống như dao xà, như muốn phá không mà ra. Cũng may người áo đen mạnh mẽ đè nén bạo ngược trong lòng. Sau một lúc lâu, sát khí đã ngừng lại. Khí tức của người áo đen cũng bình tĩnh lại, trở nên thâm thúy như núi. Ta biết rồi, hắn thản nhiên nói. Nói xong, hắc y nhân lại liếc nhìn yêu tu, trầm giọng hỏi, cánh tay bị đứt của ngươi đâu, yêu tu nhịn đau nói, bị kiếm khí xoắn nát, thành một đoàn huyết vụ, người áo đen gật đầu nói, vậy là tốt rồi hắn liếc mắt nhìn yêu tu ném cho hắn một viên đan dược huyết nhục màu đỏ tươi ăn yêu tu mừng rỡ vội vàng nuốt đan dược huyết nhục vào mang ơn nói cảm ơn lão đại người áo đen nhẹ nhàng ừ một tiếng thản nhiên nói sau khi chữa khỏi vết thương đừng quên nhiệm vụ đồ tiên sinh đã nói kế hoạch sớm hơn hành động phải nhanh lên vâng yêu tu kia dập đầu nói sau khi hắn phục dụng đan dược thì một luồng tinh lực trong cơ thể dân trào mãnh liệt chữa trị thương thế của hắn khôi phục huyết nhục của hắn cho dù lấy huyết nhục hoàng đan cấp tốc chữa thương như vậy sẽ lưu lại di chứng nhưng sau đó chỉ cần ăn nhiều máu thịt bồi bổ nhiều hơn sẽ chậm rãi bù lại dù sao cũng tốt hơn so với mất mạng bây giờ người áo đen nói theo ta về tốc yêu tu cung kính đi theo phía sau người áo đen đi vài bước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn phương hướng bên ngoài luyện yêu sơn, trong lòng hừ lạnh, sung hư môn, tống gia, dám can đảm phá hư đại kế của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá đắt, người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, mang theo yêu tu kia, đi vào chỗ sâu nhất âm u nhất huyết tinh nhất rừng rậm thái hư môn. Mặt họa vừa tu hành đi học, vừa yên lặng chờ. Chờ tuân trưởng lão tới tìm mình. Theo lý mà nói, chuyện yêu tu, mình nói cho tống trưởng lão, tống trưởng lão lại nói cho tuân trưởng lão tuân trưởng lão là trưởng lão trực ban của núi luyện yêu về tình về lý hắn đều hẳn là tìm đến mình hỏi chuyện hỏi thăm một chút tình huống cụ thể dù sao chuyện yêu tu cũng không phải là chuyện nhỏ đặc biệt là ở trong luyện yêu sơn nhưng mặt họa đợi đã lâu vẫn không có một chút động tĩnh trên dưới tông môn dường như đều không coi trọng chuyện này tuân trưởng lão căn bản cũng không tới tìm mình mặt họa sờ cầm, trong lòng trầm tư. Không đến tìm mình, nói rõ có hai khả năng, một là tuân trưởng lão này, là một, lăn lộn, bỏ rơi nhiệm vụ, đối với chuyện luyện yêu sơn, căn bản không thèm để ý, chỉ muốn qua loa cho xong. Nhưng điều này không có khả năng. Chuyện yêu tu, vô cùng nghiêm trọng, tuân trưởng lão dù có bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không có khả năng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. huống chi, hắn còn họ tuân, là hậu bối của tuân lão tiên sinh với tính cách nghiêm khắc của tuân lão tiên sinh vị tuân trưởng lão này nếu thật sự lười như vậy căn bản ngay cả tư cách làm trưởng lão cũng không có đó chính là một loại khả năng khác chuyện yêu tu vị tuân trưởng lão này đã sớm biết thậm chí hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bởi vì đều biết cho nên cũng không cần phải lại hỏi mình ở một mức độ nào đó cũng đã xác minh được phỏng đoán của mặt họa ánh mắt mặt họa chớp lên không khỏi động tâm tư luyện yêu sơn, đại sảnh sơn môn. Lại đến tuần hưu, đệ tử các tông, muốn vào núi săn yêu. Tuân tử du cũng đến đây trực từ sớm. Dựa theo lệ thường, một lúc lâu sau, mặt họa sẽ đến sơn môn, sau đó hoặc là túng năm tụng ba, hoặc là một thân một mình, thảnh thơi mà lên núi. Sau khi vào núi, hoặc là săn yêu, hoặc là luyện kiếm, hoặc là mân mê một số chuyện ly kỳ cổ quái. Mà trước đó, chính mình vừa vặn có chút thời gian, có thể pha một ấm trà, nhìn xem sơn sắc, lại đọc công báo đạo đình ti sao chép, nhìn xem chiến sự mang hoa như thế nào. Phương tử khoan thai đi vào sơn môn, pha trà, vừa mới ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được tay khẽ run rẩy, nước trà vải đầy đất. Trên cửa sổ treo một cái đầu tuấn tú. Mặt họa đang nằm trên bệ cửa sổ, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Phương tử du hít một hơi thật sâu, mí mắt nhảy lên, tức giận nói, đứa nhỏ này sáng sớm làm cái gì vậy hắn đang pha trà tâm tình thanh thản căn bản không ý thức được cửa sổ sẽ có một mặt họa nằm úp sấp hai tay mặt họa chống lên bệ cửa sổ nghiêm trang nói tuân trưởng lão ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi tuân tử du ngẩn ra khe khẽ thở dài ngoắt tay nói ngươi vào đi mặt họa liền từ bệ cửa sổ nhảy xuống đi vào trong nhà uống trà không tuân tử du hỏi mặt họa gật đầu ngồi đi tuân tử du nói sau đó tự mình rót một ly trà cho mặt họa nói đi chuyện gì quan trọng mặt họa nhấp một ngụm trà cảm thấy mùi vị không tệ nhưng có chút nóng liền yên lặng đặt chén trà xuống sau đó vẽ mặt nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề nói tuân trưởng lão trong luyện yêu sơn có yêu tu hung hiểm tuân tử du cù hóa ra là như vậy giống như là thật vậy ồ tuân tử du nhẹ nhàng đáp một tiếng trưởng lão ngài biết rồi sao mặt họa mắt sáng như đuốc ánh mắt trong suốt mà thông thấu nhìn chầm chầm biểu tình của tuân tử du tuân tử du không biết vì sao bị mặt họa nhìn trong lòng có chút sợ hãi trong lúc nhất thời theo bản năng nói còn không biết nhưng mà mặt họa nhãn tình sáng lên không phải tống trưởng lão đã nói với ngài rồi sao tuân tử du sửng sốt a à, nguy rồi mình quên mất việc này tống trưởng lão đã đề cập với mình nhưng chuyện này chính mình đã sớm biết rõ ràng cho nên chỉ qua loa một câu cũng không để ở trong lòng nhưng bây giờ trước sau mâu thuẫn bản thân không thể tiết lộ chuyện theo dõi mặt họa cho nên chuyện yêu tu bản thân không thể biết nhưng tống trưởng lão lại đề cập với mình một lần bởi vậy chuyện yêu tu mình hẳn là đã biết đầu tuân tử du hơi đau xong bị đứa nhỏ này lừa tâm tư của hắn nhanh chóng xoay chuyển thần sắc nghiêm nghị nói tống trưởng lão đã nói qua nhưng chuyện này tương đối nguy hiểm không phải đệ tử các ngươi nên cân nhắc cho nên không thể nói cho các ngươi tuân tử du lại ngẩng đầu nhìn sắc trời thời gian không còn sớm ngươi vào núi sớm một chút đi đi sớm về sớm tuân tử du muốn sớm đuổi mặt họa đi ừm mặt họa gật đầu uống hết trà trong chén đứng dậy liền đi tuân tử du nhẹ nhàng thở ra đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ sao lại giống như lão hồ ly nói với hắn mấy câu đều phải lo lắng đề phòng nhưng mà cuối cùng cũng coi như là lừa gạt qua. Tuân Tử Du nói thầm trong lòng. Nhưng mặt họa chỉ đi được một nửa, liền quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Trong lòng Tuân Tử Du căng thẳng, lại làm sao vậy? Mặt họa nghĩ nghĩ, hỏi Tuân Trưởng Lão, yêu tu kia chui vào một mảnh núi rừng, lát nữa ta đi xem, ngài muốn cùng đi không? Tuân Tử Du nheo mắt, xoắn suýt một lát, cuối cùng thở dài. Được rồi. Đứa nhỏ này có nhiều ý tưởng xấu, nếu hắn thật sự muốn đi, mình cũng không cản được. Thà như vậy, không bằng đi theo cùng, ngược lại an toàn hơn một chút. Hơn nữa, mặt họa chính thức mời mình. Mình là vì tra xét chuyện yêu tu, lấy thân phận, quân trưởng lão, đồng hành cùng hắn. Chứ không phải là âm thầm dùng thân phận, bảo tiêu. Cho nên, cũng không tính là để lộ bí mật, cũng không có vi phạm phân phó của lão tổ. Tuân tử du tự bổ sung cho mình tuân trưởng lão vậy chúng ta đi thôi mặt họa nói xong nên ngang đi ở phía trước tuân tử du theo ở phía sau nhìn bóng lưng thoải mái của mặt họa trong lòng nhất thời lại có chút hoang mang đứa nhỏ này sẽ không đoán ra thân phận của mình chứ không phải chứ tuân tử du nhíu mày trong luyện yêu sơn mặt họa dẫn đường đại khái nửa canh giờ sau hai người liền đi tới phiến rừng rậm kia lần này có bảo tiêu mặt họa đã đủ tự tin nhìn núi rừng trước mặt tuân tử du còn muốn giả vờ giả vịt hỏi con yêu tu kia thật sự tiến vào trong khu rừng này rồi mặt họa yên lặng nhìn hắn tuân tử du bị mặt họa nhìn đến có chút xấu hổ trong lòng bất đắc dĩ thở dài cây xa đẹp trai tuyệt vời hắn liền hỏi ngươi có thể tìm ra yêu tu kia không mặt họa lắc đầu tạm thời vẫn chưa được ánh mắt của hắn phóng xa đem rừng núi rậm rạp thu hết vào đáy mắt trong núi rừng này bị bày ra trận pháp, trước tiên phải khôi phục trận pháp, nghiên cứu một chút, mới có thể tìm được đường tiến vào rừng sâu, cũng mới có thể tìm được tung tích của con yêu tu kia. Tuân tử du khẽ gật đầu, thầm nghĩ mình đoán không sai. Trong núi rừng này quả nhiên có bày trận pháp, che đậy thần thức thăm dò. Tuân tử du hỏi, ngươi biết trong núi rừng này bày trận pháp gì không? Mặt họa gật đầu, là một loại trận pháp thần đạo đặc thù, thông qua trận văn tầng dưới chót, chuyển biến hình thái thần thức đạt tới hiệu quả khắc chế, phong ấn, ức chế lực lượng thần niệm tuân tử du vẻ mặt mờ mịt. Trận pháp thần đảo, hiện có lưỡng nghi tam tài tứ hành ngũ hành lục dục thất tinh bát quái trận pháp truyền thừa hệ thống, ở đâu có cái gì, thần đạo, trận pháp, mặc dù mình không tin thông trận pháp, nhưng cũng không có nghĩa là, mình đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Húng chi, lão tổ của mình, là ngũ phẩm trận sư cao cấp nhất Thái Hư Môn, tại toàn bộ càng học châu giới, đều lác đác không có mấy nhu thấm nhừng mưa dầm dù chưa ăn qua thịt heo cũng đã từng nhìn thấy heo chạy không vẽ ra trận pháp nhưng lai lịch trận pháp kiểu gì cũng sẽ biết một ít nhưng hắn tu đạo đến nay còn chưa từng nghe qua bốn chữ thần đạo trận pháp này thậm chí lão tổ cũng chưa từng nhắc tới tuân tử du nhìn mặt họa nói đến rõ ràng rành mạch suýt chút nữa đã cho rằng tiểu đệ tự trúc cơ này đang nghiêm túc tán gẫu với mình mặt họa nói xong ngẩng đầu nhìn tuân tử du thấy thần sắc trên mặt hắn khác thường lúc này mới ý thức được cái gì liền hỏi trưởng lão ngài biết trận pháp thần đạo không tuân tử du bị hỏi khó nội tâm hắn xoắn suýt một lát sau đó ho một tiếng lạnh nhạt cực gật đầu có nghe thấy mặt họa gật đầu khen không hổ là trưởng lão hiểu biết thật nhiều tuân tử du cũng không vui vẻ nổi bản thân đường đường là kim đan hậu kỳ trưởng lão vậy mà phải dựa vào việc nói dối này mới có thể giữ thể diện trước mặt đệ tử mặt họa không biết suy nghĩ trong lòng tuân tử du mà tiếp tục nói trận pháp thần đạo này cụ thể là cái dạng gì ta còn không rõ ràng lắm muốn đi vào trong núi rừng này tìm được địa phương bày trận pháp đem trận văn chép lại sau đó lại nghiên cứu một chút tuân tử du nghe vậy sinh lòng cảm khái trận sư chuyên nghiệp đại khái cũng chỉ như thế đi tuân tử du gật đầu nói được ta đi theo miễu miễu vào ngươi chỉ để ý tìm trận pháp những thứ khác không cần phải lo lắng mặt họa cười một tiếng cảm ơn tuân trưởng lão có một kim đan hậu kỳ làm bảo tiêu hắn liền an tâm hơn nhiều cũng có thể quan minh chính đại thu đồ ăn mặt họa cất bước tiến vào núi rừng tuân tử du đi theo phía sau hai người đi dạo như thế gần nửa canh giờ lông mày mặt họa chậm rãi nhíu lại không có rõ ràng trong cảm giác của hắn trận pháp thần đạo không ở trong núi rừng khắp nơi đều là nhưng vào núi rừng lục soát nửa ngày lại không phát hiện một món trận môi không riêng gì mặt họa tuân tử du cũng rất nghi hoặc nói là có trận pháp nhưng trận pháp thì sao toàn bộ sơn lâm trống rỗng thần thức quét tới quét lui nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì tuân tử du chuyển ánh mắt ra mặt họa vừa định nói gì đó liền thấy mặt họa đột nhiên ngẩng ra xoay người đi tới trước một cây đại thụ vẻ mặt như có điều suy nghĩ tuân tử du cũng đi tới gần nhìn cây kia một chút đây là một gốc cây già nhị phẩm tuổi thọ mấy trăm năm vỏ cây loang lỗ cành lá chọc trời, đại khái có khoảng 5 người ôm hết. Cây này có vấn đề, ừm. Mặt họa gật đầu, chắc chắn nói, nếu như ta đoán không lầm, trận pháp liền giấu ở bên trong, hơn nữa không phải là tàn pháp bình thường. Nếu là dấu pháp bình thường, lấy kinh nghiệm của mình, đã sớm nhìn ra. Mặt họa suy nghĩ nói, có thể, những trận pháp này, là thừa dịp lúc cây này còn nhỏ, liền khắc vào trong cây, sau đó thời gian thấm thoát trôi qua, theo cây cối dần dần lớn lên, trận pháp cùng cây cối dung hợp, khí tức liền thành một khối, cho nên người khác mới không phát hiện được. Tuân tử du âm thầm kinh hải. Còn có thể có thủ pháp bày trận tỉ mỉ như vậy, làm đến loại tình trạng này, đứa nhỏ mặt họa này, cũng có thể nhìn ra, còn có tuân tử du ánh mắt ngưng lại. Nếu quả thật như thế, vậy có nghĩa là, có người mấy trăm năm trước, đã bắt đầu ở trong luyện yêu sơn này bố trí loại trận pháp này mặt họa hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này liền hỏi tuân trưởng lão ngài có thể nhìn ra những cây cối này đến cùng có bao nhiêu năm tuổi rồi chính hắn chưa từng trồng cây không quá rõ ràng nhưng tuân trưởng lão là trưởng lão của luyện yêu sơn hẳn là biết nhiều hơn so với chính mình tuân tử du lại nhìn cây đại thụ che trời trước mắt hơi trầm tư chậm rãi nói xem ra đại khái bốn năm trăm năm bốn năm trăm năm mặt họa nhíu mày đầu năm nay có chút xa xưa Tuân tử du thấy mặt họa cho mày, không khỏi hỏi, có phải ngươi muốn nói gì hay không? Mặt họa suy nghĩ một chút, cực đầu nói bốn năm trăm năm, nói rõ có người từ rất sớm trước đó đã bắt đầu bố trí, ở trong núi rừng này, bố trí xuống trận pháp thần đạo, giấu giếm tung tích, sau đó cung cấp chỗ cư trú cho yêu tu. Cũng không biết, bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì tuân tử du vẻ mặt nghiêm nghị, như có điều suy nghĩ. Mặt họa nhìn tuân tử du, thầm nghĩ mình cũng chỉ có thể nhắc nhở đến đây có nhiều đồ hơn nữa, hắn cũng không thể nói được. Tuân Tử Du cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng, dự định sau khi trở về sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng việc cấp bách vẫn là cái mà Mạc Họa gọi là trận pháp thần đạo, này. Tuân Tử Du hỏi Mạc Họa có cần ta chẻ cây ra, cho ngươi xem trận pháp bên trong không, không cần. Mạc Họa nói, động tĩnh quá lớn. Hơn nữa trận pháp trong khu rừng này rất có thể là lấy thần niệm làm mắt, cây rừng làm cột mốc, kết nối với nhau, rút dây động rừng. Nếu chặt cây thật, đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến thần niệm lưu động, từ đó phản hồi đến cột trận, đánh rắn động cỏ. Còn có một loại khả năng, cây cối làm trận môi, phù hợp cùng trận pháp, liền thành một khối, nếu như cây gãy, trận pháp bên trong, có lẽ cũng sẽ mất đi hiệu lực tuân tử du cái hiểu cái không gật gật đầu. Đứa nhỏ này nói có chút thâm ảo, thật ra hắn nghe cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao chính là, cây không thể chặt. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Tuân tử du hỏi. Không chặt được cây, không nhìn thấy trận văn, làm sao học trận pháp, để ta xem một chút là được. Mặt họa đáp. Nhìn, tuân tử du sửng sốt một chút. Thấy thế nào, tuân tử du đang khó hiểu, chỉ thấy mặt họa ngồi xếp bằng, lấy giấy bút ra, nhìn trầm trầm đại thụ. Cùng lúc đó, trên người mặt họa để lộ ra một cổ khí tức quỷ dị, lại huyền diệu cái này hoàn toàn khác với cảm thụ mà hắn cho người ta trước đó đồng tử tuân tử du hơi coi lại cổ khí tức này tuân trưởng lão cũng coi như là người một nhà cho nên một ít thủ đoạn mặt họa cũng không che giấu đương nhiên tuân trưởng lão không phải trận sư cũng không đi con đường thần thức chứng đạo cho nên một ít thủ đoạn trên thần niệm cho dù mình dùng tuân trưởng lão hẳn cũng nhìn không ra nội tình mặt họa dung hợp thiên cơ quỷ tính cùng thiên cơ diễn toán ánh mắt hắc bạch phân minh lại hòa làm một thể, tập trung tinh thần nhìn đại thụ, thấu tiếp cùng đại thụ hòa hợp thành một thể trận pháp khí tức. Những khí tức này được một khí của cây cối bao bọc ở chỗ sâu nhất. Phía trên bao phủ từng tầng bình chướng. Mặt họa thôi diễn từng chút một, rót thần thức vào từng tầng. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, mặt họa cảm giác được một ít khí tức màu trắng nhạt. Những khí tức này không phải là linh khí cỏ cây, không phải là linh lực của trận pháp, mà là khí tức của thần niệm nhưng những khí tức thần niệm này là màu trắng nhạt, thần niệm dạng sương mù, chỉ là thần niệm của tu sĩ bình thường, chưa từng biến chất. Hơn nữa những thần niệm này, mặc dù có màu trắng nhạt, nhưng lại lạnh như băng, có vẻ hơi tà dị. Tu sĩ vẽ những trận pháp này rõ ràng không phải người đứng đắn. Hơn nữa trong đó thậm chí còn có một ti khí tức của đại hoang tà thần. Ti khí tức này, vô cùng mịt mờ, khó mà nhận ra. Nếu không phải Mặc Họa và Đại Hoang Tà Thần đánh nhau lâu như vậy, còn từng ăn qua thừa hành, nếm qua thần hài, ăn qua hóa thân của tà thần, nuốt không ít tuỷ thần của Đại Hoang Tà Thần. Bằng không hắn cũng không cảm giác được. Quả nhiên, nhìn từ bên ngoài, nơi nào cũng không có dấu hiệu của Đại Hoang Tà Thần, nhưng vụn trộm, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn, Mặc Họa trong lòng khẽ thở dài. Sau đó hắn tĩnh tâm, bắt đầu tính toán, một bên ghi chép trận văn phương tử du yên lặng đứng ở phía sau hắn vừa lưu tâm đề phòng núi rừng phụ cận xem có yêu tu ma tu xuất hiện hay không hoặc là yêu thú hung hiểm ẩn hiện nguy hiểm đến sự an toàn của mặt họa bên kia hắn cũng đang dùng khóe mắt liếc qua xem mặt họa đang nhớ kỹ thứ gì nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình xem không hiểu đây là một loại trận văn vô cùng khác biệt hoàn toàn khác với bất kỳ hệ thống trận pháp nào mà hắn đã biết một bút một họa mặc dù tự thành hệ thống có thể tạo dựng thành một trận pháp logic hoàn chỉnh. Nhưng nhìn ở trong mắt, lại hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Tuân Tử Du trong lòng bỗng thấy may mắn. Cũng may chính mình mới bắt đầu tu hành, không có kiên trì học trận pháp, nghe theo lão tổ phân phó làm trận sư. Bằng không học trận pháp học được hôm nay, lại phát hiện mình xem không hiểu trận pháp một tiểu trận sư nhị phẩm vẽ ra, chẳng phải là đạo tâm đều sẽ sụp đổ mất. Tuân Tử Du thở dài, nhìn mặt họa một cái thật sâu, sau đó thu hồi tâm tư không nhìn mặt họa vẽ gì nữa dù sao cũng xem không hiểu mà là dùng tất cả tinh lực đề phòng bốn phía xem có ẩn dấu nguy hiểm hay không trước đó hắn còn tưởng rằng lão tổ chuyện bé xé ra to để cho mình một kim đan hậu kỳ đến âm thầm chiếu cố một tiểu quỷ trúc cơ trung kỳ hiện tại xem ra có thiên phú trận pháp như thế lão tổ không để cho vũ hóa cảnh âm thầm bảo hộ cũng đã coi như không tệ cứ như vậy qua thời gian một nén nhang mặt họa ghi chép bảy tám phần trận pháp thần đạo trên một thân cây sau đó thu hồi bút mực đứng dậy nói chúng ta đi phía trước tuân tử du nhìn chung quanh gật đầu mặt họa đi đến phía trước quan sát trái phải một chút lại tìm được một gốc cây đại thụ tiếp tục ngồi xuống từng đạo trận văn tiến hành tính toán và ghi chép lại tuân tử du vẫn ở bên cạnh đề phòng hắn tính toán cả ngày mặt họa nhớ kỹ một xấp trận văn dày đặc trong lúc đó cũng một mực gió êm sóng lặng không có yêu tu cũng không có hung hiểm khác trời chiều xuống núi, sắc trời cũng sắp tối. Tuân tử du liền nói, đi về trước đi. Được. Mặt họa đồng ý nói. Trước khi biết rõ bí mật ở chỗ sâu trong rừng rậm này, tốt nhất là đừng ở trong rừng để gác đêm. Hai người liền đi trở về. Tuân tử du vẫn đưa mặt họa đến sơn môn, tạm biệt mặt họa, ta còn phải ở lại trong núi, ngươi tự trở về tông môn đi, trên đường cẩn thận. Ừm. Mặt họa gật đầu. Tuân Tử Du suy nghĩ một lát, lại nói, ngày mai vẫn là tuần hưu, ngươi nếu còn muốn vào núi rừng, chép trận pháp, nhớ tới tìm ta, ta mang ngươi đi vào. Mắt mặt họa sáng lên, cười nói, cảm ơn Tuân Trưởng Lão, Tuân Trưởng Lão khẽ vuốt cầm. Sau đó mặt họa liền một mình rời khỏi luyện yêu sơn, đi về hướng thái hư môn. Vừa đi, trong lòng mặt họa vừa chờ mong. Hắn muốn sớm một chút về tông, đem một sách trận văn thần đạo dày đặc của mình tiến hành phân loại nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không hoàn nguyên ra, trận pháp thần đạo hoàn chỉnh bày ra trong rừng rậm. Hơn nữa, trận pháp thần đạo này rõ ràng cao thâm hơn nhiều so với trận pháp thần đạo mà mình lấy được ở làng chài trước đó. Nếu như đoán không sai, công năng của trận pháp thần đạo này cũng có tác dụng rất lớn đối với mình, khóe miệng mặt họa mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, chỉ là còn chưa tới thái hư môn, trên đường liền đụng phải người quen. Là Âu Dương Mộc Đồng hành với Âu Dương Mộc còn có một đệ tử Thái A Môn khác, nhìn giống như là cao hơn một khóa, thân hình vừa cao vừa gầy, mặt cũng thật dài. Mặt họa chào hỏi, tiểu một đầu. Âu Dương Một ở phía trước nghe vậy, quay đầu thấy mặt họa, thần sắc không khỏi vui vẻ, cũng vội vàng hô mặt sư huynh. Đệ tử Thái A môn mặt dài bên cạnh thấy thế, thần sắc có chút kinh ngạc. Mặt họa đến gần, Âu Dương một liền giới thiệu nói, vị này là Thái A môn mã sư huynh của chúng ta, cùng huynh trưởng một lần. Mặt họa lúc này mới nhớ tới, lúc trước mình vừa vào luyện yêu sơn, gặp được phong sư huynh, gặp qua vị, mã sư huynh, thái A môn này. Mặt họa dựa theo lễ nghi bình thường, lên tiếng chào hỏi. Vị mã sư huynh kia cũng đáp lễ. Mã sư huynh nhận ủy thác của huynh trưởng, mang cho ta một chút đan dược tu hành cần dùng, linh khí còn có ngọc giảng Âu Dương một cười nói. Mặc dù có huynh trưởng ưu tú như thế, mỗi ngày bị người ta lấy ra so sánh, áp lực của Âu Dương một rất lớn, cũng chịu không ít ánh mắt kẻ lạnh nhưng hắn đối với huynh trưởng của mình vẫn vô cùng tôn trọng và ước mơ. Âu Dương Một cũng vừa mới từ luyện yêu sơn đi ra, muốn về tông môn, vừa vặn tiện đường. Mặt họa đi cùng Âu Dương Một một đoạn đường, trên đường đi hàng huyên chút việc vặt của luyện yêu sơn. Mã sư huynh ở bên cạnh, ngược lại rất ít nói chuyện, chỉ có trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận. Đến giao lộ, Mặc họa liền tạm biệt bọn họ. Âu Dương Một và Mã sư huynh trở về Thái A Môn mặt họa thì tiến vào thái hư môn chỉ là vừa vào sơn môn sắc mặt mặt họa liền dần dần lạnh xuống trong ánh mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng hắn vừa mới cảm giác được một tia từ trên người vị mã sư huynh kia khí tức của tà thần khí tức của tia tà thần này rất nhạt đổi lại là tu sĩ bình thường căn bản không cảm giác được thậm chí bản thân mã sư huynh cũng chưa chắc có thể phát hiện được trên người mình mang theo tia tà khí này nhưng hẳn là không sai mặt họa trong lòng yên lặng suy tư. Hắn cùng đại hoang tà thần thế nhưng là, người quen cũ, mặc dù đại hoang tà thần cũng không nhất định nhận ra hắn. Sau đó mặt họa lại nhịn không được nhíu mày. Thế nhưng, trên người mã sư huynh này, tại sao lại có khí tức tà thần, chẳng lẽ mã sư huynh này, là một trong nanh vuốt của tà thần, hay là nói, hắn chỉ là trong lúc vô tình tiếp xúc qua một ít tượng thần, hoặc là tế phẩm của tà thần, nếu quả thật như thế, vậy đã nói rõ tà thần đã sớm bất tri bất giác bắt đầu ăn mòn tông môn, không chỉ đoạn kim môn, sợ là 12 lưu, 8 đại môn khác, thậm chí tứ đại tông, cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù chưa từng ăn mòn, ít nhất cũng đã bắt đầu thẩm thấu. Lòng người có suy nghĩ, không tu đạo tâm, khẳng định là chơi không lại tà thần. Tình huống sợ là không quá tốt mặc họa thở dài. Còn có, mã sư huynh kia, tự hồ đang tận lực tiếp cận tiểu một đầu hắn có thể còn có tâm tư gì khác hay không, có cần nhắc nhở tiểu một đầu một chút không, Mặc họa cân nhắc một lát, lắc đầu. Tiểu một đầu quá đơn thuần, tâm tư đều viết ở trên mặt, nói với hắn, quá dễ dàng lộ tẩy. Mã sư huynh kia, cơ bản vừa nhìn liền biết, tiểu một đầu đang hoài nghi hắn. Cho nên, bây giờ còn không thể nói, miễn cho đánh rắn động cỏ. Tự mình lưu ý là được. Còn nữa, chuyện của mã sư huynh này, cũng chỉ là chính mình hoài nghi, hắn có lẽ chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc qua một ít tà thần yêu ma, chưa hẳn liền thật cùng tà thần có liên quan. Chỉ mong như thế, mặt họa trong lòng im lặng nói. Hắn lại ngẩng đầu, mắt nhìn mây mù mờ mịt, thái hư môn phong cách cổ xưa trang nhã, nguy nga bàn bạc. Nếu thái A môn thật sự bắt đầu bị tà thần thẩm thấu, vậy thái hư môn ta thì sao? Ánh mắt mặt họa nghiêm nghị, sau đó cân nhắc một lát, lúc này mới ý thức được, thái hư môn hẳn là còn tốt. Nếu như bên trong thái hư môn thật sự có dấu hiệu bị tà thần thẩm thấu, chính mình hẳn là đã sớm phát giác, đệ tử bị tà thần chi phối, cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của mình. Mặt họa nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt ngay sau đó mặt họa lại ngẩn ra. Tại sao, vì sao các tông môn khác, thậm chí bao gồm cả thái A môn, cùng tổ tông của thái hư môn có sâu xa, đều có dấu hiệu bị tà thần ăn mòn, duy chỉ có thái hư môn có thể, chỉ lo thân mình, mặt họa nhíu mày khó hiểu bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu, ánh mắt phóng xa, lướt qua bậc thềm núi thẳng tắp, vượt qua cung điện lầu các có dấu vết tuế nguyệt, vượt qua núi non trùng điệp dưới mây mù che phủ, nhìn về phía nơi sâu xa nhất, phía sau núi cổ sư nguy nga lại có khí thế kinh người. Một cái tên lại hiện lên trong đầu thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết mặt họa ngẩn ra, ánh mắt sáng ngời. Sau đó trở lại đệ tử cư, đến giờ cơm, mặt họa gọi du nhi, cùng đi thiện đường, ăn cơm tối bị ảnh hưởng bởi mặt họa du nhi cũng đặc biệt thích ăn đùi gà cơm nước xong mặt họa kiểm tra trận pháp bài tập của du nhi đây là thỉnh cầu của văn nhân tiêu nàng biết rõ mặt họa là thầy dạy học trận pháp vô cùng tốt nên tặng mặt họa rất nhiều thứ tốt thỉnh lúc mặt họa rảnh rỗi hỗ trợ chỉ điểm du nhi học trận pháp vì đối đãi với mình rất tốt huống chi còn là dạy du nhi mặt họa tự nhiên đáp ứng mặt họa hiện giờ xem như nửa cái trận pháp sư phụ của Du Nhi. Ngoài tu hành lên lớp, hoặc là sau khi trà dư tử hậu, sẽ phụ đạo Du Nhi học trận pháp. Bởi vì Du Nhi tuổi còn nhỏ, còn đang trong giai đoạn vỡ lòng, cho nên học đơn giản, mặc họa chỉ điểm, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Mà bởi vì mặc họa dạy, Du Nhi học được cũng vô cùng nghiêm túc, tiến bộ rất nhanh. Mặc họa rất vui mừng. Kiểm tra xong trận pháp công khóa của Du Nhi, mặc họa liền đưa Du Nhi về phòng sau đó trở lại trong phòng của mình, bắt đầu chính thức nghiên cứu trận pháp thần đạo mà mình sao chép lại từ trong núi rừng. Hắn sao chép xuống bản thảo trận pháp thần đạo, tổng cộng có 18 bộ. Bố cục mỗi trận pháp bên trong giống nhau, trận văn hình dạng chế tương tự, có thể thấy rõ ràng là cùng một loại thần đạo trận pháp. Nhưng trong mỗi trận pháp, trận văn cụ thể đều có xuất nhập. Giống như là cùng trên một thân cây, lá cây nhìn như giống nhau, đều có đường vân khác nhau đây dường như là thần đạo phục trận ngẫm lại cũng đúng một mảnh núi rừng lớn như vậy hiệu quả của đơn trận pháp tất nhiên có hạn cần tổ hợp đơn trận hình thành phục trận quy mô nhất định mới có thể che lấp thần thức che giấu bí mật tốt hơn nhưng nhiều lắm chỉ là phục trận đại trận thần đạo trên phục trận căn bản là không có khả năng truyền thừa của trận pháp thần đạo vốn rất thưa thớt trận sư có thể nắm giữ trận pháp thần đạo cũng lác đác không có mấy nào có người có năng lực vận dụng nhiều thần đạo trận sư như vậy, tiêu hao nhiều niệm lực như vậy để tạo dựng thần đạo đại trận có thể xây dựng ra phục trận thần đạo, đã rất không tệ rồi. Như vậy, bày ở trong rừng rậm, đến tột cùng là thần đạo phục trận gì, mặt họa yên lặng suy tư. Trận pháp thần đạo là cách gọi chung của một loại trận pháp, mỗi một trận pháp thần đạo đều hẳn là còn có tên của mình. Kể cả tứ tượng trận pháp cũng vậy. Mặt họa hôm nay gặp qua hai bộ tứ tượng trận pháp, một cái là trên đầu ngốc ưng, tứ tượng trận pháp loại ưng, một cái khác là trên cánh tay yêu tu, tứ tượng trận pháp loại sói. Từ đặc thù bên trên, tạm thời có thể gọi là tứ tượng ưng văn trận, còn có tứ tượng lan văn trận. Nhưng trận pháp thần đạo thì sao, thông cá nhỏ cùng trận pháp thần đạo rừng rậm, tự hồ cùng một mạch, nhưng trận văn hai bên khác nhau, hẳn là hai loại trận pháp thần đạo khác nhau. Thần đạo trận pháp của làng chài nhỏ, giống như là một đạo, cửa sau khi đóng lại có thể che lấp một ít nhân quả cùng khí cơ cột ở trên trán cũng có thể ngăn cách một ít tà khí yêu ma mà trận pháp thần đạo trong rừng rậm giống như là một đám sương mù thông qua trận văn thần niệm bệnh thành một đoàn sương mù thần niệm mờ mịt khiến cho thần thức của người ta không thể thăm dò ra chi tiết bên dưới nhưng tên của hai loại trận pháp này cụ thể gọi là gì nhưng mặt họa lại không có chút đầu mối nào dù sao những trận pháp này của hắn bản thân chính là truyền thừa gà mờ không trọn vẹn đều là hắn vặt lông dê nhổ tới tự nhiên không đầu không đuôi tên trận pháp không biết mặc họa lắc đầu tiếp tục nghiên cứu hắn muốn đem 18 bộ trận văn thần đạo được sao chép lại từ trong rừng rậm từng cái diễn toán tiến hành so sánh sau đó quy nạp ra cùng một trận văn tìm ra huyền bí trong đó đệ tử đơn giản thanh lịch ở giữa ánh đèn sáng ngời mặc họa ngồi ngay ngắn vẻ mặt chuyên chú một đôi mắt dưới ánh đèn chiếu rọi sáng ngời mà sáng chói thần thức đang tiêu hao từng chút một diễn toán đang từng bước một đẩy mạnh trận văn dưới ngòi bút cũng đang từng nét từng nét mà quy tụ lại đến giờ tí mặt họa tắt đèn nằm ở trên giường thần thức chìm vào thức hải ở trên đạo bia tiếp tục tiến hành diễn toán diễn toán trên đạo bia tiến độ nhanh hơn mấy lần rất nhanh mặt họa đã có một ít lĩnh ngộ đây là một cái thần đạo phục trận kết cấu tương đối đơn giản có phần tương tự với tử mẫu ti phục trận nam lấy một cái mẫu trận hạch tâm điều khiển số lần đếm ngược đơn nhất trận nối liền lẫn nhau thành một thể cấu thành một mảnh mê vụ thần niệm khác biệt chính là tử mẫu ti nam phục trận chỉ có một tử trận là giống nhau một khuôn đúc ra mà thần đạo phục trận trước mắt tất cả tử trận của nó là cùng một trận pháp nhưng hình dạng và cấu tạo có biến hóa giống như một cây đại thụ mỗi phiến lá đều có gân lá của riêng mình mà kết cấu chỉnh thể của trận pháp này lại có chút giống như linh xu trận trên mỗi trận con cấp bậc đều có một trận pháp tương ứng danh sách dùng cái này để phân chia kết cấu trận pháp trong rừng rậm có nhiều loại mờ mịt loại trận pháp thần đạo không biết tên này mà mỗi cái trận pháp đều là loại tương tự nhưng lại đặc thù có kết cấu trận nhãn đồng loại nhưng lại có trận văn khác nhau, kết cấu phục trận đơn giản, nhưng liên quan đến rất nhiều trận văn cụ thể, lại rất phức tạp, mặc họa chậm rãi thở vào một cái. Những trận pháp thần đạo này, mặt mày đại khái hắn đã biết rõ ràng. Nhưng giai đoạn trước mắt, anh ta còn chưa quy nạp ra kết cấu cùng một trận nhãn, cũng không phát hiện được quy luật giữa những trận văn này. Đương nhiên, nguyên lý trận pháp càng sâu thì càng không cần phải nói. Bất quá, lúc này mới ngày đầu tiên hắn cũng chỉ sao chép mười mấy bộ trận văn. Rừng rậm còn rất lớn, trận văn cũng rất nhiều, sao chép nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn, chung quy có thể nghiên cứu thấu triệt, nắm giữ, sương mù, trận pháp thần đạo bình thường trong rừng rậm này. Mạc họa gật đầu. Sau đó hắn nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục thôi diễn ở trên đạo bia, muốn làm quen những trận văn thần đạo này một chút, xem mình có sơ hở hay không, hoặc là có thể có dẫn dắt khác hay không, thái hư môn, trưởng lão cư tuân tử du suy nghĩ cặn kẽ vẫn quyết định báo cáo với lão tổ trước trận pháp thần đạo tung lão tiên sinh thần sách như thường nhưng trong lòng lại trầm xuống làm sao lại là trận pháp thần đạo tông môn truyền thừa kia tuy nổi danh thiên cơ cùng trận pháp nhất diễn nhất quỷ thiên cơ lưỡng toán tiên thiên trận lưu vạn trận là một nhưng chưa từng nghe nói qua còn lưu lại thần đạo trận pháp truyền thừa cho dù là tiểu tử họ trang kia thiên tư tuyệt diễm trận đạo phi phàm cũng không thấy hắn bình sinh dùng qua trận pháp thần đạo gì bản thân trận pháp thần đạo giống như âm dương lưỡng nghi trận pháp là một loại trận pháp của niên đại vô cùng lâu đời âm dương lưỡng nghi khó ở tối nghĩa đại đạo chí giảng không rõ nghĩa trận pháp thần đạo khó ở chỗ thần thức biến hóa kỳ lạ khó lường hơn nữa còn có hung hiểm không thể biết hai loại trận pháp này đều gần như thất truyền nhưng âm dương lưỡng nghi tốt xấu gì cũng còn trong hệ thống trận pháp Trận pháp thần đạo lại có một phong cách riêng. Cho đến ngày nay, tu sĩ tầm thường, thậm chí là một ít trận sư cao phẩm, chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua mấy chữ thần đạo trận pháp này. Đứa nhỏ mặt họa này lại nghe được từ đâu, hơn nữa nhìn tình huống, hắn còn rất quen thuộc, tung lão tiên sinh nhíu mày, trong lúc nhất thời suy nghĩ hiện lên là người khác dạy hắn, hay là tự hắn tìm tòi ra, hoặc thật sự là sư phụ của hắn lưu lại truyền thừa đặc thù dù sao tông môn của bọn họ sâu không lường được, truyền thừa thực sự quá lâu đời, nội tình cũng vô cùng đáng sợ, môn nhân đệ tử các đời cũng đều là thiên tài biến thái. Tiểu tử họ trang không biết, không có nghĩa là không có truyền thừa này. Nếu có, đó chính là hắn tự biết đại nạn đã hết, trước khi lâm chung, cố ý để lại cho đứa nhỏ mặt họa này. Tuân lão tiên sinh sinh lòng cảm khái. Rõ ràng tự kiếp của bản thân sắp tới, còn nhọc lòng như vậy, lưu lại truyền thừa như vậy, có thể thấy được người kia, đối với mặt họa coi trọng bao nhiêu với tính tình cao ngạo kiệt ngao của hắn, đời này chỉ sợ cũng chưa từng đối với ai, tận tâm tận lực như thế tuân lão tiên sinh nhất thời có chút buồn vô cớ. Tuân tử du không biết những chuyện của này. Hắn thấy thần sắc lão tổ biến ảo, đối với bốn chữ, thần đạo trận pháp, này cũng không xa lạ gì, trong lòng liền suy đoán trận pháp thần đạo này, đoán chừng lại là lão tổ bất công, một mình truyền thụ cho mặt họa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên thiên phú không đủ truyền cũng vô dụng chí ít lão tổ truyền trận pháp này cho mình mình nhất định là học không được đã học không được cũng chẳng trách được lão tổ bất công tuân tử du khẽ gật đầu tuân lão tiên sinh nhìn tuân tử du một cái dặn dò ngươi chỉ cần phụ trách an toàn của đứa bé mặc họa kia chuyện trận pháp để cho hắn tự đi thăm dò tự mình đi học tự mình đi cân nhắc ngươi không cần phải để ý đến vâng tuân tử du chắp tay hành lễ nói ngày kế tiếp sáng sớm mặt họa liền lại đi luyện yêu sơn lúc này tuân trưởng lão vừa pha trà xong mặt họa và tuân trưởng lão uống trà sau đó cùng nhau xuất phát đến rừng rậm dọc theo lộ tuyến thăm dò hôm qua tiếp tục đi sâu vào trong mặt họa vừa đi vừa tìm cây vừa thôi diễn vừa ghi chép trận văn tuân tử du xem không hiểu cũng chỉ chuyên tâm ở bên cạnh bảo vệ nhưng mà hắn là bảo tiêu hiện tại từ tối chuyển sáng không cần cẩn thận từng ly từng tí, rón ra rón rén, xem như thiếu chút băng khoăn, cũng thoải mái không ít. Cứ như vậy, mãi cho đến khi trời chiều xuống núi, mây tía đầy trời, bóng đêm dần dần phủ xuống. Mặt họa lại ghi chép hơn 20 bức thần đạo trận văn. Những trận văn này là tài liệu sống, sau khi trải qua thôi diễn nghiên cứu, có thể tiến một bước sâu sắc lý giải đối với trận pháp thần đạo, do đó trở lại nguyên trạng của trận pháp. Sắc trời không còn sớm nữa, trở về đi. Tuân tử du nói. Ừm. Um. Mặt họa gật đầu. Hai người dọc theo đường núi, cứ như vậy đi trở về. Trời chiều từng chút từng chút chìm xuống núi, núi rừng yên tĩnh, mặt họa tâm tình thoải mái, liền cùng tuân tử du trưởng lão vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không. Hỏi một số thí dụ như, lão gia ngài ở nơi nào, là huyền tôn bao nhiêu đời của tuân lão tiên sinh, hôn phối rồi sao, có con chưa, thái hư môn chúng ta, trưởng lão kim đang hậu kỳ, bỗng lột một tháng bao nhiêu linh thạch, có phúc lợi khác hay không, những lời như vậy. Tuân tử du thở dài, không có cách nào với mặt họa, chỉ có thể chọn một vài vấn đề có thể trả lời đáp lại một chút. Thật sự không tiện trả lời, hắn coi như không nghe thấy. Cứ như vậy, đi một hồi, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên mặt họa. Mặt họa và tuân tử du đều ngẩng ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thiếu niên sắc mặt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, mặt đạo bào màu vàng cẩm tú hai mắt phun lửa vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía bên này mặt họa nhận ra chính là đệ tử mặt trắng của đoạn kim môn tống tiệm tống tiệm vừa nhìn thấy mặt họa ánh mắt liền không dời đi được một đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm mặt họa giận dữ kêu lên coi như ta đã đụng phải ngươi mực vè ta tìm ngươi rất lâu rồi ngươi tìm người vây đánh ta đoạt linh kiếm của ta hủy tâm huyết của ta còn nói láo gạt ta tìm một tên to con so đấu với ta ngươi ở một bên xem cuộc vui mượn chuyện này trêu đùa ta từng bút bút này từng cái từng cái huyết đời này ta suốt đời khó quên hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã để ngươi bên cạnh có đệ tử đoạn kim môn kéo ống tay áo tống tiệm tống tiệm không kiên nhẫn mà thoát khỏi đệ tử kia lại lôi kéo tống tiệm trong lòng hơi giận quay đầu hỏi làm sao vậy đệ tử đoạn kim môn bên cạnh nháy mắt với tống tiệm nhìn nhìn bên người mặc họa tống tiệm khó hiểu cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh mặc họa là một trưởng lão vẻ mặt im lặng thái hư môn kim đan trưởng lão tống tiệm trong lòng chợt lạnh hắn những ngày qua đầy khắp núi đồi tìm mặc họa thế nhưng đều không đụng phải hôm nay thật vất vả mới đụng phải trong lúc nhất thời hắn giận không kèm được lại mừng rỡ như điên căn bản không có lưu ý đến bên người mặc họa đi theo một trưởng lão thái hư môn hơn nữa, còn là Kim Đan trưởng lão, Tống tiệm trợn tròn mắt. Sự kiêu ngạo của hắn ta lập tức quẻo quải. Cho dù lá gan hắn có lớn hơn nữa, cũng không dám ở trước mặt Kim Đan trưởng lão Thái hư môn đi tìm mặt họa phiền toái. "Trưởng, trưởng lão Tống tiệm thấp giọng nói. Một đám đệ tử Đoạn Kim môn cũng sợ hãi rụt rè, hành lễ với Tuân Tử Du. Ừm." Tuân Tử Du khẽ gật đầu, thản nhiên nói, giữa các đệ tử phải ôn hòa hữu lễ cho dù không phải là một tông môn thì cũng không thể gây hấn là tống tiệm không tình nguyện nói được rồi tuân tử du cũng không làm khó bọn họ bèn nói sắc trời đã tối về sớm một chút đám người tống tiệm như được đại xá hành lễ tốt năm tốt ba nói trưởng lão cáo từ liền kết đội vội vàng chuồn mất tuân tử du lắc đầu sau khi cách khá xa có đệ tử đoạn kim môn liền nói thiếu gia làm sao bây giờ tống tiệm nghiến răng nghiến lợi nói phản bối mặt họa vô sĩ đến cực điểm vậy mà mang theo kim đan trưởng lão bên người có đệ tử lặng lẽ nói kim đan trưởng lão không thể tùy tiện mang theo bên người được nhất là ở trong luyện yêu sơn hình như địa vị của mặt họa này trong tông môn không thấp sợ là không tiện đắc tội chúng ta còn phải tìm hắn để gây sự sao một đám đệ tử tống gia do dự nói nói nhảm tống tiệm cả giận nói thù này không báo cả đời ta nuốt không trôi cục tức này, báo thế nào? Có đệ tử nhỏ giọng hỏi. Tống tiệm nghĩ nghĩ, nhưng căn bản không nghĩ ra, có thể có biện pháp nào chế tài mặt họa, vừa ngẩng đầu thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận, ta tự có biện pháp. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Vâng, vâng, một đám đệ tử tống gia vân vân dạ dạ. Tống tiệm tâm tình bực bội, nói, đi về trước, chuyện hỗn trướng mặt họa kia, lại bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần hắn còn lăn lộn ở trong núi này sớm muộn gì cũng có một ngày rơi vào trong tay ta vậy trưởng lão này thái hư môn trưởng lão nơi nào sẽ nhàn rỗi như vậy mỗi ngày đi theo hắn nếu thật sự mỗi ngày đi theo thì sao tống tiệm giận dữ ngươi tranh cãi với ta có phải không đệ tử kia không dám nói lời nào tống tiệm cười lạnh cho dù có trưởng lão mỗi ngày đi theo cũng luôn có thời điểm thư giãn chỉ cần nhìn chăm chăm chắc chắn sẽ có cơ hội hạ thủ vâng công tử anh minh kiểu nịnh bợ không mặn không nhạt này, tống tiệm chẳng thèm ngó tới. Hắn nhìn phương hướng mặt họa rời đi, không cam lòng, nhưng không thể làm gì, cuối cùng lạnh lùng nói về trước đi, vâng. Tống tiệm dẫn đầu đoàn người đi xuống núi. Chỉ là hắn cũng không chú ý tới, khi hắn nhìn chầm chầm vào mặt họa, trong núi rừng âm u, cũng có một đôi mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào hắn. Bên kia, mặt họa lại tò mò hỏi tuân tử du, trưởng lão, trong đoạn kim môn, có phải tống gia cùng kim gia không hợp nhau hay không? vâng. tuân tử du gật đầu. trong tông môn tranh quyền đoạt lợi gia tộc phái hệ sang sát không chỉ đoạn kim môn ở trong những tông môn khác đây cũng là chuyện thường xảy ra. a à, mặt họa như có điều suy nghĩ. đúng rồi. tuân tử du lại nói tên tiểu tử tống gia kia tự hồ đối với ngươi thù hận cực sâu ngươi ở trong núi cẩn thận chút. mặt họa khoát tay áo không có việc gì chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tuân Tử Du sửng sốt, nhất thời có chút im lặng. Chính ngươi so với hắn còn nhỏ hơn a, à, lại đi một đoạn đường, trong mắt mặt họa chợt lóe lên giảo hoạt, lặng lẽ nói: đúng rồi, Tuân trưởng lão, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tuân Tử Du căng thẳng trong lòng. bộ dáng tiểu hồ ly này của ngươi, vừa nhìn liền biết không có ý hay, thỉnh cầu nhất định không có khả năng nhỏ. Tuân Tử Du có chút cảnh giác nói: ngươi nói trước xem. Mặt họa nói ta có thể xin nghỉ mấy ngày không, xin nghỉ phép, ừm. Mặt họa gật đầu, nghiêm mặt nói, dụng ý của yêu tu khó dò, trốn trong rừng rậm này, nếu không sớm bắt được, sợ là gieo vạ không nhỏ. Cho nên, ta muốn xin nghỉ ngơi, sớm một chút đem trận pháp trong rừng rậm này hoàn nguyên ra, như vậy cũng có thể sớm đem yêu tu bắt lấy, trả lại an bình cho luyện yêu sơn. Tuân tử du vẻ mặt phức tạp. Nếu không phải hắn những ngày qua, một mực nhìn chầm chầm vào ngọn mực, biết rõ hành động của hắn thiếu chút nữa đã tin tưởng đứa nhỏ này trong bụng chứa không dưới bảy tám tâm nhãn nhất định không đơn giản như vậy nhưng lão tổ lại phân phó chuyện trận pháp để hắn tự mình đi thăm dò tự mình đi học tự mình đi cân nhắc có một số việc mặc họa khẳng định không nói thật nhưng học trận pháp ngược lại là sự thật tuân tử du do dự một lát thở dài được rồi ta đi nói với tống trưởng lão một chút chuyện yêu tu hoàn toàn chính xác không kéo dài được mà mặc họa đã muốn học trận pháp chính mình tự nhiên cũng phải giúp một chút mặc họa cười nói cảm ơn tuân trưởng lão không hổ là trưởng lão thái hư môn làm việc đúng là sảng khoái xin phép nghỉ cũng đơn giản hơn rất nhiều cố trường hoài cố thúc thúc mặc dù cũng tốt nhưng ở phương diện thay mình xin nghỉ này liền kém xa tít tấp tuân trưởng lão mặc họa trong lòng yên lặng so sánh sau đó tuân trưởng lão quả nhiên thuận lợi xin nghỉ thay mặc họa mà mặt họa cũng có thể hết sức chuyên chú, nghiên cứu trận pháp thần đạo trong rừng rậm. Hắn nghiên cứu trận pháp thần đạo từng chút một, mà theo sao chép trận pháp, hắn tự nhiên cũng đang tiếp cận từng chút một, sâu trong rừng rậm. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện tung tích yêu tu trong rừng rậm. Một dòng suối nhỏ màu máu, xung quanh yêu huyết khô cạn, ngoài ra còn có xương cốt và hài cốt của rất nhiều yêu thú, dòng suối màu máu róc rách chảy về nơi xa, không hề thấy phần cuối. Bên trong không biết là máu của yêu, hay là máu của người. Hòn đá bên dòng suối quanh năm bị ngâm trong máu, ngưng tụ một tầng huyết tương khô cạn, hiện ra màu đỏ đen yêu dị. Trung quanh còn có xương cốt yêu thú, trên xương cốt có dấu vết cắn xé, giống như là bị người, hoặc không biết thứ gì, nằm, qua vậy. Những xương cốt này, vứt ở hai bờ sông, chất đống cùng một chỗ, giống như là một bãi sông bạch cốt. Ánh mắt mặt họa và tuân tử du đều có chút ngưng trọng. Yêu cốt nhiều như thế, nói rõ yêu thú chết ở chỗ này, số lượng cực kỳ khổng lồ. Đồng dạng, điều này cũng có nghĩa là, yêu tu giấu ở chỗ này, chỉ sợ cũng không phải một con số nhỏ. Lập tức, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cái nghi hoặc những yêu tu này từ đâu tới, mặt họa nhìn tuân tử du đang trao mày, thấp giọng hỏi, tuân trưởng lão, nơi xương trắng này, ngày trước đó đã gặp chưa, tuân tử du trầm tư một lát, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thở dài, ta ở luyện yêu sơn, trực ban hai ba mươi năm, trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng huyết khê bạch cốt này yêu tu cũng chưa từng gặp qua. Tuân tử du bổ sung. Mặt họa suy nghĩ một lát, hỏi tuân trưởng lão, người ngoài thật sự không thể vào luyện yêu sơn sao, tuân tử du nghi mặt nói, bốn phía luyện yêu sơn bị trận pháp phong ấn, ngoại trừ đệ tử tông môn cùng số ít trưởng lão trực, bất kỳ tu sĩ nào khác, đều tuyệt đối không có khả năng tiến vào luyện yêu sơn nói đến đây, tuân tử du bỗng nhiên ngẩn ra, hiểu được ý tứ của mặt họa, ánh mắt hơi chấn động nói ý ngươi là, những yêu tu này đều là đệ tử tông môn. Mặt họa sửa lại, tằng là đệ tử tông. Môn. Tuân tử du rùng mình, sau đó sau lưng phát lạnh. Vậy bởi như vậy, sự tình có thể so với hắn nghĩ, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Yêu ma là điều mà chính đạo khinh thường, đạo luật bất dung, đạo đình cấm tiệt. Nếu quả thật như mặt họa nói, nơi đây xuất hiện lượng lớn yêu tu, liền ý nghĩa lượng lớn đệ tử đọa yêu nhập ma đây tuyệt đối là châu giới càng học, cho đến nay, một, tai tiếng, lớn nhất. Toàn bộ càng học châu giới, đều sẽ sinh ra chấn động to lớn. Nhất định phải ra rõ ràng, xem là ai to gan như vậy, dám dụ sử dụng, dung túng, bao che nhiều đệ tử như vậy, biến thành tu sĩ yêu đạo, ánh mắt tuân tử du lạnh lẽo. Hắn muốn đi vào bạch cốt hà tha nhìn xem, lại bị mặt họa đột nhiên giữ chặt. Không thể rời khỏi cánh rừng này. Mặt họa nói. Tuân tử du ngẩn ra. Mặt họa chỉ chỉ rừng rậm, trong cánh rừng này, bày trận pháp thần đạo, che đậy cảm giác thần thức đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đã che lấp dấu vết yêu tu, nhưng trái lại, kỳ thật cũng che giấu tung tích của chúng ta. Nhưng phía trước thì khác, huyết khê bạch cốt địa, không có một ngọn cỏ, không có cây rừng che lấp, cũng không có trận pháp thần đạo. Chúng ta cứ đi qua như vậy, nói không chừng sẽ bị người, nhìn, thấy rõ ràng. Tuân tử du nhíu mày, dùng linh khí ẩn nấp thì sao mặt họa hỏi quân trưởng lão ngài có linh khí ẩn nấp sao ừm tuân tử du gật đầu ta bình thường không mang theo những ngày gần đây mới có thể mang theo bên người chủ yếu là vì ẩn thân theo dõi ngươi tuân tử du nói thầm trong lòng mặt họa khẽ vuốt cằm suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu không chỉ là vấn đề ẩn nấp đoán chừng còn có trận pháp trận pháp ừm mặt họa chỉ vào vùng đất bạch cốt nói dưới những bạch cốt này còn chôn trận pháp mặc dù không biết là trận pháp gì nhưng vô cùng quỷ dị tùy tiện đi qua nhất định sẽ có phiền toái lớn ẩn nấp hẳn là cũng không được những thứ này vừa vặn do hắn nhìn ra yêu tu cũng sẽ không vô duyên vô cớ ném hài cốt yêu thú ở trước dòng suối nhỏ này bọn họ làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân mặt họa chỉ thoáng nhìn một cái liền biết phía dưới xương trắng thông qua khí tà dị huyết tinh che giấu khí cơ trận pháp đây là tà trận. Hơn nữa tự hồ còn không phải là tà trận bình thường. Cứ như vậy đi qua, gây ra dị thường, khẳng định sẽ bị phát hiện, yêu tu kim đan còn tốt, nếu là có cảnh giới vũ hóa không có cảnh giới vũ hóa. tương tử du nói. Mặt họa kinh ngạc, không có sao, không có. Tuân tử du ung dung nói, luyện yêu sơn mới được kiến tạo, tiền bối đại năng dùng trận pháp phong sơn, cũng dùng trận pháp hạn chế tu vi của tu sĩ luyện yêu sơn ngoại sơn bên ngoài núi tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan đồng tử mặc họa hơi co lại đại trận thiên đạo tuân tử du kinh ngạc đại trận thiên đạo gì chứ mặc họa chỉ lên trên chính là kiếp lôi trên trời tuân tử du giật mình lắc đầu trên trời nào có cái đại trận gì ngươi nói là hạn chế của thiên đạo cấm luật đi lúc này mặc họa mới nhớ lại sư phụ đã nói thiên đạo đại trận chỉ là truyền thuyết đại đa số tu sĩ cũng không tin trên trời có đại trận nhưng mặt họa biết rõ thiên đạo đại trận là tồn tại bởi vì hắn thật sự đã tận mắt nhìn thấy ừm mặt họa gật đầu là thiên đạo cấm luật phương tử du lắc đầu nói cái này không giống nhau phân phẩm cửu châu ở châu giới phẩm cấp thấp vận dụng tu vi siêu phẩm là sẽ bị thiên đạo gạt bỏ nhưng lực lượng cấm luật thiên đạo bực này căn bản không phải tu sĩ có khả năng khống chế trận pháp phong sơn của luyện yêu sơn cũng không có khả năng có uy năng như thế. Trận pháp phong sơ này, thật ra là khu trục trận pháp, ở thời điểm tu sĩ vũ hóa cảnh tiến vào luyện yêu sơn, sẽ phát ra báo động trước. Trong vòng một nén nhang, nếu tu sĩ vũ hóa không rời đi, trận pháp hộ sơn luyện yêu sơn, sẽ thúc giục trận pháp không gian ngũ phẩm trong phục trận, cưỡng ép trục xuất tu sĩ vũ hóa cảnh ra khỏi luyện yêu sơn vì sao lại xua đuổi vũ hóa. Mặt họa hỏi, là sợ vũ hóa tu sĩ làm chuyện xấu hả, đúng vậy. Tuân Tử Du gật đầu nói: Chăm sóc những đệ tử này, Kim Đan trưởng lão là đủ rồi. Nếu như để cho trưởng lão Vũ Hóa Cảnh Tiến vào và nhất tâm tính hắn điên cuồng, đột nhiên nhập ma, đại sát ở trong luyện yêu sơn, vậy thì ủ thành đại họa. Vũ Hóa khác với Kim Đan, Vũ Hóa là có thể linh lực hóa vũ, ngự không phi hành. Một khi phóng túng sát tính, phi độn qua lại trắng trợn tàn sát, những thiên kiêu trúc cơ cảnh trong luyện yêu sơn này thật sự như là rơm rạ, không biết sẽ chết bao nhiêu người đây cũng là một tai nạn lớn đối với tông môn rất sớm trước đó không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy cho nên về sau liền dứt khoát cắt một đao cấm tất cả tu sĩ tu vi vũ hóa trở lên tiếng vào luyện yêu sơn ngoại sơn thì ra là thế mặt họa giật mình nhẹ gật đầu cho nên thực lực mạnh nhất của những yêu tu trước mắt này cũng sẽ không vượt qua kim đan mặt họa liếc nhìn tuân tử du tuân trưởng lão có tu vi kim đan hậu kỳ tu vi thâm hậu thực chiến cũng sẽ không yếu hẳn là có thể bảo vệ được chính mình mặc họa càng thêm tự tin tuân trưởng lão chúng ta về trước đi mặc họa nói trở về tuân tử du không hiểu mặc họa giải thích nói buổi tối lại đến yêu thú đại bộ phận ngày ngủ đêm ra buổi tối mới có thể hoạt động yêu tu tu yêu công uống yêu huyết ăn thịt yêu đi theo yêu đạo nói chung là buổi tối mới có động tác lớn hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, yêu tu ẩn núp ở chỗ này, không có lộ một chút dấu vết, đoán chừng cũng đều là thừa dịp buổi tối, trong luyện yêu sơn ít ai lui tới, mới giúp toàn bộ lực lượng xúc động, săn yêu thú, lúc này mới không có người khác phát hiện qua cho nên, buổi tối tới càng tốt. Tuân Tử Du nói, vậy vì sao không ở chỗ này chờ? Mặt họa yên lặng nhìn Tuân Tử Du, nhỏ giọng nói, chúng ta trở về điều tra chút đồ. Tra cái gì? Tuân Tử Du lại có chút ngơ ngác mặt họa chỉ chỉ bạch cốt mang theo dấu vết khối ăn chậm rãi nói ra rõ lai lịch của đám yêu tu này ánh mắt tuân tử du ngưng lại lập tức hiểu rõ nếu như những yêu tu này đã từng đều là đệ tử tông môn vậy trong hồ sơ của luyện yêu sơn tất nhiên sẽ có ghi chép thí dụ như những năm gần đây đệ tử mất tích tại luyện yêu sơn đệ tử tử vong bọn họ chưa chắc là thật sự mất tích ở trong luyện yêu sơn hoặc là tử vong rất có thể bọn họ là ở trong luyện yêu sơn chuyển hóa thành yêu tu từ đó bỏ qua thân phận vốn có tử vong trong hồ sơ tông môn trong lòng tuân tử du hơi run sợ suy đoán này vô cùng hợp lý lập tức hắn lại dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn mặt họa bây giờ mình mới nghĩ thông có phải đứa nhỏ này đã sớm đoán trước rồi không sao hắn lại cảm thấy đệ tử mặt họa này biết còn nhiều hơn mình Giống như mỗi ngày hắn đều giao tiếp với những yêu ma quỷ quái này vậy tuân tử du đang ngây người, mặt họa đã bắt đầu rút lui, rút lui được một nửa, quay đầu lại mới thấy tuân tử du còn đang ngẩn người, nhịn không được nói, tuân trưởng lão, đi rồi. Tuân tử du lấy lại tinh thần, gật đầu, được. Chỉ là nhìn bóng lưng mặt họa, ánh mắt vẫn có chút chấn động. Có lẽ không chỉ mình nhìn lầm, e rằng lão tổ cũng nhìn lầm. Đứa nhỏ này, rất có thể, không chỉ đơn giản là, thiên tài trận pháp, như vậy. Thậm chí, cũng không nhất định có thể coi hắn là, đệ tử, đến xem hai người trở lại chỗ sơn môn, mặt họa liền nói, tuân trưởng lão, muốn tra thêm hồ sơ, nhìn xem những năm gần đây, đệ tử mất tích, hoặc là chết ở luyện yêu sơn có những ai, tốt nhất phải có chân dung trong lòng mặt họa mơ hồ còn có một suy đoán khác, cần phải xác minh một chút. Được rồi. Tuân tử du thở dài, ít nhiều có chút không tình nguyện. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, mặt họa giống như mới là trưởng lão mình là bảo tiêu làm việc vặt cho mặt trưởng lão tuân tử du đi về phía hồ sơ của đại sảnh luyện yêu sơn mặt họa rất tự nhiên đi theo nhưng đi được vài bước đã bị tuân tử du ngăn cản ngươi không thể đi vào mặt họa sửng sốt một chút tuân tử du nói trưởng lão trực ban mới có thể vào hồ sơ tôn thất mới có tư cách đi lật xem tư liệu hồ sơ của núi luyện yêu mặt họa vô cùng thất vọng hắn rất muốn lật xem hồ sơ luyện yêu sơn nhìn xem bên trong có ghi chép những gì đáng tiếc mặt họa dặn dò vậy ngài xem thật kỹ một chút có người nào bức họa cũng đừng quên tuân tử du thở dài được tuân tử du cầm trưởng lão lệnh trong tay vào phòng hồ sơ đại khái qua một canh giờ lúc này mới đi ra nháy mắt với mặt họa một cái mặt họa ngầm hiểu hai người lại tiến vào luyện yêu sơn tìm bốn bề vắng lặng ngồi trên mặt đất yên lặng phía sau tảng đá lớn. Tuân tử du thấp giọng nói, ta vụng trộn lấy ra, những thứ này là bản sao chép, tên, quê quán, xuất thân, lý lịch, bức họa đều có, ngươi xem xong ta liền muốn đốt. Mặt họa trong lòng chấn động. Vị tuân trưởng lão này, thật đáng tin cậy, không chỉ biết, mình muốn cái gì, hơn nữa ngay cả đồ vật chính mình không ngờ tới, đều sớm nghĩ đến. Không hổ là huyền tôn không biết bao nhiêu đời của tuân lão tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, mặt họa lập tức lật xem hồ sơ. Hồ sơ ghi lại là danh sách gần trăm năm qua, hoặc là mất tích, hoặc là tử vong, ở trong núi luyện yêu đoạn Kim Môn, đệ tử khung gia tam phẩm, năm đó 19 tuổi, vào luyện yêu Sơn, ba ngày sau mất tích. Sưu núi hai tháng, không thấy bóng dáng, nghi ngờ chết bởi miệng yêu thú Giang Như Long, Quý Thủy Môn, đệ tử Giang Gia Nhị Phẩm, năm nay 20 tuổi, vào núi săn yêu. Bởi vì kinh nghiệm nông cạn, gặp chuyện bối rối, lúc săn yêu thất thủ bị yêu thú ngậm vào rừng sâu hải cốt không còn lan tuệ nhi đan thanh môn cùng đồng môn nam đệ tử vào núi cùng chết liễu anh vạn trận môn trong danh sách đệ tử tông môn ghi chép mất tích hoặc bỏ mình không chỉ có đoạn kim môn quý thủy môn các tông môn khác cũng có một bộ phận trong đó hẳn là thật chết ở luyện yêu sơn nhưng một bộ phận khác chỉ sợ cũng không dễ nói có khả năng rất lớn một bộ phận đệ tử chết đi trong danh sách lúc này ở trong luyện yêu sơn hóa thành yêu loại, ăn thịt uống máu. Chỉ sợ còn không chỉ như thế. Trong trực giác của mặt họa, một số đệ tử có cái tên xa lạ, tướng mạo xa lạ, lại không hiểu sao nhìn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Đây là một loại trực giác nhân quả. Dường như giữa hai bên đã từng có giao tiếp. Mặt họa hơi suy tư, bỗng nhiên nghĩ tới, tội tu, lúc trước hắn căn cứ danh sách tưởng lão đại, bắt rất nhiều tội tu, thân mang tông môn truyền thừa, theo lý mà nói, ở trong tông môn, đều có lai lịch. Nhưng đạo đình ti bên kia điều tra, lại không thu hoạch được gì. Trước đó mặt họa còn nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy danh sách này, giật mình mới hiểu được, những tội tu, sống ở bên ngoài, làm sằng làm bậy kia, rất có thể đã, chết, ở trong hồ sơ tông môn. Cho nên đạo đình ti, mới cái gì cũng không tra được. Tông môn nơi đó, cũng căn bản khó có thể kiểm chứng, nói cách khác, không chỉ có yêu tu trong luyện yêu sơn, ở bên ngoài càng học châu giới tà tu lừa bán tu sĩ ác hành chồng chất cũng đều sẽ ở luyện yêu sơn tiến hành tiêu tịch luyện yêu sơn chính là một khối lăng vải đen kịch nó sẽ thông qua tử vong ghi chép xóa bỏ tông môn đệ tử trở thành tội tu yêu tu thậm chí tất cả vết tích trước đó của ma tu sau khi tiêu tịch đổi khuôn mặt đổi lại danh hiệu ai cũng không tra ra gốc rễ mặt họa trong lòng hơi kinh Trách không được, trách không được những tên buôn người áo đen kia lại càng rỡ như vậy, mà đạo đình ti điều tra, lại cất bước khó khăn, bởi vì một khi truy tìm căn nguyên, tra được tông môn, liền sẽ phát hiện, thật sự, tra không có người này, bởi vì đệ tử có điều kiện tương xứng, đã sớm, chết, mất, mà ở trong mắt tông môn, đạo đình tư tra một đệ tử chết, hoặc là không tồn tại, cũng, nói xấu, đệ tử này cùng bọn buôn người, hoặc là ma tu khác cấu kết, rõ ràng chính là đang gây hấn gây. Chuyện bị đặt tổn thương, có ý định bôi đen. Bất kỳ tông môn nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vì bảo vệ lợi ích tông môn, danh dự môn phái, thậm chí là đệ tử, chết, tông môn đều không thể không đối kháng với đạo đình ti, cản trở đạo đình ti truy tra. Cho nên, việc này đạo đình ti chỉ cần điều tra, tất nhiên sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Cố thúc thúc cũng vậy, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Hắn là đạo đình ti điển ti, từ đạo đình ti bên kia ra lên, liền vĩnh viễn sẽ bị tông môn đại môn, ngăn cách ở bên ngoài mặt họa bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu rõ những chuyện này. Nhưng hắn vẫn có chút không dám xác định. Những điều này dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của mình. Trực giác nhân quả cũng chỉ là trực giác, cũng không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không sai lầm. Cần nghiệm chứng một chút mặt họa lại lật ở trong danh sách. Không biết lật bao lâu, đồng tử mặt họa co rụt lại, một lát sau khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Tìm được rồi trên danh sách, nhớ kỹ một cái tên, Tạ Tàng Sơn, đệ tử Quý Thủy Môn, 21 tuổi, xuất thân Tạ gia tam phẩm, tu vi trúc cơ trung kỳ, tâm tính kiêu căng, tự cao tự mãn, lẻ loi một mình vào núi săn yêu, mất tích, 3 tháng sau, kết luận bỏ mình. Cái tên này, mặt họa chưa từng nghe qua. Nhưng bức họa bên cạnh tên, mặt họa lại rất quen mắt. Người này, khuôn mặt này, là cái tên đầu mục áo đen lúc đó, đó dường như là 2-3 năm trước, mấy người trình mặt, đánh vỡ hơn 20 người áo đen buôn bán tu sĩ, bị người áo đen đuổi giết, lúc cùng đường mặc lộ, vừa vặn bị mình đụng phải. Bản thân mình thoáng ra tay giúp đỡ một chút. Cứu được trình mặt, cũng giết bọn buôn người, cứu tu sĩ bị lừa bán. Lúc đó đám mua người này phần lớn đã chết, biến thành một bãi nước đen. Chỉ có một ngoại lệ, chính là tên đầu mục áo đen kia, đầu mục áo đen thân mang tà thần chi hài, đuổi giết mình một mực đuổi tới núi hoang, sau đó bị thủ đoạn của mình dùng hết hố chết. Sau khi đầu mục áo đen chết, mặt họa nhìn qua mặt hắn. Mặc dù bị ly hỏa trận nổ qua, trên mặt có chút vết cháy, khuôn mặt hung ác nham hiểm, nhưng thoạt nhìn lại là một tu sĩ tương đối trẻ tuổi, xem chừng chỉ có hơn 20 tuổi. Khuôn mặt kia, bây giờ cùng bức họa trước mặt, chậm rãi chồng lên nhau. Tạ tà tàn sơn, đôi mắt mặt họa sáng ngời như vậy có thể xác định phỏng đoán của mình mặc họa lại lật xem thời gian phát hiện thời gian tạ tàn sơn mất tích vừa vặn là ngày thứ hai sau khi hắn bị mình giết hại nói cách khác thân là đầu mục của bọn buôn người vừa chết tạ tàn sơn thân là đệ tử tông môn cũng mất tích ngay tại luyện yêu sơn đây tuyệt đối không phải trùng hợp mà là một quá trình cực kỳ thành thục ổn định hơn nữa gần như không chê vào đâu được hơn nữa người cùng thế lực sau lưng dính dáng tất nhiên không nhỏ. Ánh mắt mặt họa hơi lạnh. Quân tử du ở bên cạnh thấy mặt họa chuyên chú, vẻ mặt biến ảo bất định, không khỏi hỏi, có phải ngươi đã nhìn ra cái gì rồi hay không? Mặt họa nhìn quân tử du, suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra toàn bộ, chỉ nói chuyện trước mắt, những yêu tu trên luyện yêu sơn kia, đại khái chính là đệ tử mất tích hoặc là tử vong trên danh sách này. Tuân tử du không biết mặt họa có dấu giếm, gật đầu, trong lòng cảm thán. Dưới đèn tối đen chẳng ai ngờ rằng ở châu giới càng học ở dưới mí mắt của một đám trưởng lão tông môn lại có thể xảy ra loại chuyện này có ít người lá gan thật sự quá lớn hơn nữa làm việc cũng chu đáo chặt chẽ âm mưu sau lưng chỉ sợ không nhỏ tuân tử du ngẩn đầu nhìn sắc trời nhân tiện nói trời không còn sớm nữa chúng ta lại đi nơi xương trắng kia nhìn xem ừm mặt họa gật đầu hai người lại lên đường lúc này mặt trời chiều đã xuống núi ánh bình minh hát sáng vốn là cảnh sắc trong luyện yêu sơn nhìn nhiều thành quen nhưng khác biệt chính là bình thường vào lúc này mặt họa là săn dép xong yêu thú liền dưới trời chiều xuống núi về tông mà lúc này hắn đang đi vào chỗ sâu trong rừng rậm luyện yêu sơn thừa dịp trời chiều xuống núi từng bước một đi về phía trong bóng tối luyện yêu sơn mặt trời chiều ngã về tây bóng đêm buông xuống luyện yêu sơn rút đi ráng chiều đầy trời không có ba ngày thanh minh trở nên thâm trầm mà áp lực gió đêm lạnh lẽo mặt đất côn trùng rắn trường chợt có yêu thú kêu khẽ trong đêm tối cũng không biết cất dấu hung hiểm gì cũng may tuân tử du là kim đan hậu kỳ mặt họa đi theo phía sau hắn một đường cũng không có nguy hiểm hai người thi triển thân pháp mượn đêm tối yểm hộ lại đi tới chỗ sâu trong rừng rậm chỗ suối máu róc rách xương trắng thành bãi kia lúc này vừa tới giờ tuất ánh trăng như băng chiếu lên trên bãi xương trắng, lộ ra vẻ âm hàn khó hiểu. Nhưng phụ cận vẫn không thấy bóng dáng yêu tu. Hai người liền chờ ở phụ cận. Một mực đợi đến giờ hợi, bỗng nhiên yêu phong đột khởi, mùi máu tươi nồng đậm lan tràn lên. Mặt họa ngồi sổn trên cây, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong rừng rậm thần đạo trận pháp che lấp, xuất hiện từng bóng đen âm trầm. Những bóng đen này, bọc lấy áo bào đen, giống như người giống như yêu, hoặc hai chân mà đứng, hoặc tứ chi bò, từ trong rừng rậm tối tăm đi ra, lục tục tụ tập ở bên cạnh bãi xương trắng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, một hai con, tựa như ác quỷ bò ra từ trong luyện ngục, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Sau một lúc lâu, lại tới một đám yêu tu. Những yêu tu này hoặc là kéo, hoặc là lưng đeo, hoặc là khiên thi thể hoặc là tứ chi của yêu thú máu chảy đầm đìa. Những yêu thú này, dường như vừa săn giết được. Bọn họ ném những yêu thú này lên trên bãi xương trắng một đám yêu tu liền bị nước suối cắn nuốt huyết nhục của những yêu thú này. Một lần tràn diện thập phần huyết tinh. Tuân tử du có chút khó chịu, quay đầu nhìn mặt họa. Mặt họa thần sắc như thường, phản phất đối với một màn này sớm đã có dự liệu, hoặc là đối với hết thảy những chuyện này sớm đã tập mãi thành thói quen. Tuân tử du có chút khó tin. Đứa nhỏ này, sao lại trấn định như vậy, chẳng lẽ hắn còn từng thấy qua cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn, hoặc là quần ma loạn vũ, hơn, hắn tuổi còn nhỏ, đã trải qua những gì, quân tử du đang kinh ngạc, bỗng nhiên phát giác thái hư lệnh có động tĩnh, thần thức chìm vào xem xét, chỉ thấy mặt họa gửi tin nhắn cho hắn, tuân trưởng lão, đổi chỗ khác, có thể nghe lén. Quân tử du ngẩn ra, ngẩng đầu chỉ thấy mặt họa cho cậu một ánh mắt, lại gật đầu với bên kia. Một bên khác có một cây đại thụ cao hơn. Dưới cây có ba tên yêu tu, tự hồ ăn uống no đủ, đã yêu hóa rút đi, biến thành hình người, bọc lấy áo bào đen tụ cùng một chỗ không biết đang nói chuyện gì tuân tử du có chút lo lắng đứa nhỏ này có lẽ không phải ngày đầu tiên nghe lén nhìn bộ dạng này sợ là tay kỳ cựu nghe trộn tuân tử du thở dài gật đầu hai người rón rén từ ngọn cây bên này nhẹ nhàng vượt qua đến một chạc cây khác vừa mới kết thúc phía dưới quả nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn khó ăn thịt yêu thú quá đắng khô héo như củi nhai nuốt rất tốn sức. Một yêu tu trong miệng còn đang nhai cái gì đó, thanh âm trầm thấp như hung thú. Có thịt ăn là được rồi, thịt người mềm mại làm giấc mộng của mẹ ngươi, trong luyện yêu sơn này, đều là đệ tử tông môn, ăn như thế nào, cũng không phải không thể ăn, lén lén lúc lúc là được. Lúc trước ta đã nhặt nhạnh chỗ tốt, có một đệ tử không biết của tông môn nào lạc đường trong núi rừng, ta nhân cơ hội giết hắn, xé nát nuốt sống hắn, quả nhiên da thịt ngon miệng hơn nhiều so với yêu thú, chính là xương cốt, cũng giòn xốp hơn rất nhiều có yêu tu trách cứ công tử đã nói khiêm tốn làm việc ngươi bớt gây chuyện không sao xung quanh không có ai người khác cũng không biết hắn chết như thế nào trong tiếng ồn ào lại có một giọng nói nói đáng tiếc có nữ đệ tử thì tốt rồi nữ đệ tử non nớt hơn một yêu tu nhịn không được mắng con mẹ nó ngươi muốn ăn sao tiếng cười âm trầm chói tai vang lên trước đùa chết sau đó ăn cũng giống như vậy tuân tử du nghe vậy trong lòng lập tức tràn ra sát ý mặt họa lập tức kéo ống tay áo của hắn. Tuân tử du dừng lại, lúc này mới cắn răng, cố gắng đè nén sát ý trong lòng. Mấy yêu tu phía dưới còn đang trầm thấp trò chuyện. Không sai, ta mỗi ngày đều lăn lộn trong núi rừng, ăn thịt yêu, uống máu yêu, làm việc và nghỉ ngơi giống như yêu thú, con mẹ nó ta cũng sắp quên ta là người, bị vây ở chỗ này quá lâu, không phát tiết, tìm về chút nhân tính, liền thật sự giống với những yêu suốt kia vô dụng có một yêu tu cười lạnh từ khi ngươi bắt đầu tu luyện yêu công nhân tính sẽ bắt đầu phai mờ dù thế nào cũng vô dụng chơi gái hắn hừ lạnh một tiếng cũng không lâu lắm nữ tử có đẹp mấy thì trong mắt ngươi cũng chỉ là một cục thịt tươi mà thôi trong đầu ngươi nghĩ là như thế nào lột da nuốt sống sẽ không có bất cứ dục vọng gì khác bên cạnh có yêu tu mắng hắn ta con mẹ nó ngươi nhập ma quá sâu thật mẹ nó mất hứng đừng để ý tới hắn, hắn tu yêu 100 năm, sớm không biết chữ, người, viết như thế nào. Yêu tu trước kia cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, chờ các ngươi cũng tu 100 năm, liền biết ta nói đúng. Người chẳng qua cũng chỉ là một loại yêu thú, cái gì mà nam nữ, đẹp xấu, chẳng qua cũng chỉ là một đống thịt nát mà thôi, chỉ cần có thể ăn vào trong miệng, căn bản không quan tâm sau đó mấy yêu tu này lại hàng huyên vấn đề này một lát. Sau đó lại có mấy yêu tu khác vây tới nhân số nhiều hơn lời nói cũng hỗn tạp hơn rất nhiều mặt họa nghe thấy liền có chút loạn lại qua không biết bao lâu rốt cuộc có yêu tu nhắc tới một chữ mặt họa rất để ý vạn yêu cốc một thanh âm coi như trẻ tuổi trong lời nói cảm xúc nặng nề tự hồ yêu hóa không sâu nhân tính cũng còn chưa từng phai mờ quá sâu nói hai ngày sau sẽ phải vào vạn yêu cốc trong vòng một năm cũng không thể đi ra ngoài rừng ngươi ở bên trong biểu hiện tốt sẽ sớm thả ngươi đi ra thông gió Tuy nói như thế, trong cốc quá ngột ngạt, vừa tanh vừa thối, mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm. Được rồi. Có yêu tu không kiên nhẫn nói, đừng nói lời oán giận, chuyện trong cốc cũng ít nhắc tới. Công tử, ban thưởng chúng ta yêu pháp cùng yêu văn, chúng ta cũng phải tận lực cống hiến sức lực vì công tử. Trên cây, mặt họa nghe lén, nghe vậy lông mày nhướng lên. Lại là công tử, công tử này, là công tử nào, hơn nữa có chút kỳ quái sau khi nói ra lời này, những yêu tu khác, rõ ràng đều có chút tẻ ngắt. Thậm chí có mấy yêu tu, cho dù trầm mặt không nói, nhìn cũng không có gì dị thường, nhưng mặt họa tự hồ có thể từ trong thần thức của bọn nó, cảm giác được một tia phẫn nộ cùng không cam lòng không đúng ánh mắt mặt họa ngưng lại. Sau đó nơi đây nhất thời có chút nặng nề, thẳng đến khi lại có mấy yêu tu tới, mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Chỉ là những cuộc nói chuyện này, không rõ ràng, lại đứt quãng mặt họa nghe hồi lâu thật vất vả mới từ đôi câu vài lời liên tục đoán ra chắp phá ra một ít tin tức mấu chốt trong bạch cốt chi địa của huyết khê có một vạn yêu cốc vạn yêu cốc này là hang ổ của tất cả yêu tu cửa hang quanh năm đóng kín trông coi cực nghiêm một tháng mở ra một lần trong cốc có rất nhiều yêu tu theo như số lần ra ngoài đi săn thì cũng chính là săn bắt yêu thú ở luyện yêu sơn yêu thú săn trộm sẽ dựa theo chủng loại phân biệt xử lý hoặc là xem như đồ ăn của yêu tu, cứng rắn nuốt mất, xương cốt bông ra, vứt ở bãi xương trắng, tế luyện trận pháp. Hoặc là bắt sống, đưa vào vạn yêu cốc, không biết dùng để làm gì mà bạch cốt thang, hoàn toàn chính xác là vẽ tà trận. Cụ thể là tà trận gì, mặt họa không nghe lén được đáp án. Những yêu tu này phần lớn đều mù trận, cho dù trước đó có chút tạo nghệ trận pháp, làm yêu tu, ăn sống nhiều thịt yêu như vậy, đầu óc khẳng định đều ăn hỏng, có thể động não bình thường, đoán chừng cũng không còn lại mấy cái. Bản thân mình cũng không hiểu rõ nội tình trận pháp, trông cậy vào từ trong miệng bọn họ nghe được, đoán chừng cũng không quá thực tế. Nhưng mặt họa vẫn nghe được một ít manh mối. Theo một yêu tu, giọng nói ngưng trọng nói trừ phi mỗi tháng 16, trăng tròn, vạn yêu cốc mở rộng, bạch cốt đạo hiển hiện. Nếu không bất luận kẻ nào, bất kỳ yêu nào cũng không được tiến vào chỗ sâu trong huyết khê, không được vào cửa vạn yêu cốc kia một khi phạm vào kiên kỵ này tùy tiện bước vào nơi xương trắng đi vào chỗ sâu trong huyết khê sẽ gặp nguyền rủa thần trí mất nhiều điên cuồng mà chết yêu tu này lải nhải nói mặt họa nghe cũng mơ mơ màng màng nhưng căn cứ vào những lời này còn có kinh nghiệm tu đạo của chính hắn đại khái có thể suy đoán ra thủ đoạn được bố trí bên trong bạch cốt chi địa này đại khái là tà trận có liên quan đến tà ma về phần cụ thể là tà trận gì chính mình là trận sư đứng đắn không đi bàn môn tà đạo nhất thời cũng nói không chính xác lúc này đã đến giờ hợi huyết khê tanh hôi xương trắng dày đặc đỉnh đầu là ánh trăng lạnh lẽo thê lương mặt họa ngẩng đầu theo dòng suối máu róc rách nhìn về phía xa quả nhiên phát hiện nơi xa có một cổ khí cơ âm trầm tà dị lại huyết tinh thâm thúy giống như hung thú ngủ đông trong bóng tối vạn yêu cốc tất cả bí mật hẳn là đều giấu ở bên trong nhưng vấn đề bây giờ là làm sao tiến vào vạn yêu cốc này, hoặc là không cần cân nhắc đi vào như thế nào, trực tiếp để tuân trưởng lão gọi người, bắt đầu từ bên ngoài, trực tiếp giết, mặt họa nhíu mày suy tư. Đúng lúc này, có hai yêu tu lén lúc rời khỏi, đám người, đi vào trong rừng rậm. Mặt họa hơi giật mình, sau đó nhìn tuân tử du một cái. Tuân tử du hiển nhiên cũng phát hiện. Ánh mắt hai người giao nhau, riêng phần mình ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó cùng khởi hành, từ trong rừng xuyên thẳng qua, lặng lẽ đi theo hai tên tội tu kia. Tuân Tử Du là tu sĩ Kim Đan, theo dõi hai yêu tu trúc cơ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nhìn lại, phát hiện chỉ có mặt họa trúc cơ trung kỳ, làm loại chuyện này, cũng là xe nhẹ đường quen, không lộ dấu vết, cũng không phát ra tiếng vang, dáng người nhẹ nhàng, giống như cùng đêm tối hòa là một thể. Thậm chí nếu không lưu ý, chính mình cũng suýt chút nữa không để ý đến hắn. Tuân Tử Du hơi kinh ngạc, lập tức trong lòng chắc chắn đứa nhỏ nhu thuận này khẳng định làm không ít chuyện xấu nhưng mặt họa thuần thục như thế có thể đuổi kịp bước chân của hắn tuân tử du cũng yên lòng hai yêu tu kia thoát ly bầy yêu càng chạy càng xa trên đường đi không trên một tiếng thẳng đến lúc bốn bề vắng lặng mới xì xào bàn tán như vậy thật sự tốt sao có cái gì không tốt ngươi muốn cả đời ở trong cái thung lũng buồn nôn đó nhưng mà yên tâm ta đã sớm có an bài một yêu tu cao lớn trong đó Hạ giọng, hàng giọng nói, ta xuất thân từ Yên Thủy Thành, là đệ tử Kim gia trong giữa chúng ta, có chút nguồn gốc với bậc cha chúng ta, sẽ mở một mắt, nhắm một mắt chúng ta chỉ cần giả chết, liền có thể thoát ly khổ hải. Trong cốc có người thay chúng ta che giấu. Một yêu tu khác trẻ tuổi chút, vẫn còn có chút chần chờ. Yêu tu cao lớn nói, ngươi nghĩ xem, chỉ cần đi ra ngoài, dựa vào bản lĩnh của chúng ta, tùy tiện tìm một tên côn đồ ma tông, muốn ăn có ăn, muốn nữ nhân có nữ nhân không cần sống ở trong núi này, giống như súc vật, chẳng phải tiêu sái tự tại, yêu tu trẻ tuổi quả nhiên động tâm. Hắn vừa tu luyện yêu công không bao lâu. Ngay trước đây không lâu, hắn vẫn là đệ tử thiên tài được gia tộc chờ mong, vốn nghĩ có thể dựa vào cố gắng của mình, chiếm cứ một chỗ cắm dùi ở giữa các đệ tử tông môn. Hắn muốn chứng minh, mình cũng không kém bao nhiêu so với những thiên kiêu chân chính xuất thân từ đại thế gia kia. Nhưng không biết tại sao, hắn lại luôn lạc tới mức này ở chỗ cha mẹ, gia tộc, hắn đã, chết. Nhưng ở trong luyện yêu sơn, hắn còn sống, người sống không ra người quỷ không ra quỷ, giống như là một yêu vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thậm chí bây giờ hồi tưởng lại, hắn cũng có chút mờ mịt. Hắn thậm chí còn không biết, mình rốt cuộc là từng bước một như thế nào, liền luôn lạc đến tình trạng bây giờ giống như một, ác mộng, đột nhiên giáng xuống, nhưng vĩnh viễn không tỉnh lại được. Hắn từ một người, biến thành một con yêu ăn lông ở lỗ hơn nữa một bước đạp sai vĩnh viễn không cách nào vãn hồi đã không cách nào vãn hồi chung quy trước phải nghĩ biện pháp thoát ly mảnh khổ hải này yêu tu trẻ tuổi thầm nghĩ sau đó ngữ khí có chút khẩn thiết triệu đại ca cầu xin huynh giúp ta sau này ta nhất định sẽ nghe theo huynh như thiên lôi huynh nói cái gì ta làm cái đó tên yêu tu cao lớn hết sức hài lòng chỉ là yêu tu trẻ tuổi thấp giọng hỏi rốt cuộc chúng ta nên ra ngoài như thế nào mặc họa cũng vô cùng nghi hoặc luyện yêu sơn bị phong bế những yêu tu này một thân yêu khí bị vây ở trong núi làm sao có thể rời khỏi sơn môn yêu tu cao lớn hạ giọng nói cực thấp chuyện này ta vụng trộm nói cho ngươi quyết không thể tiết lộ yêu tu trẻ tuổi thần sắc nghiêm nghị ghé tai qua thanh âm hai người cơ hồ thấp không thể nghe thấy mặc họa nằm trên cây đại thụ theo thói quen cúi người xuống muốn tới gần một chút nghe bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng hắn vừa mới dò xét được một nửa, liền nghe yêu tu cao lớn kia quát lớn một tiếng ai. Mặt họa cả kinh. Bị phát hiện rồi sao, không phải chứ từ khi thần thức của hắn biến chất, thần niệm tiến thêm một bước cường đại, vả lại học được tiểu ngũ hành thuật che giấu tung tích, bí pháp ẩn nấp tinh xảo, kinh nghiệm theo dõi cũng càng ngày càng phong phú. Theo dõi một cái nhìn chăm chú một cái. Còn chưa bao giờ bị ai phát hiện tên yêu tu này, cảm giác lại nhạy bén như thế, mặt họa lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, muốn ra tay kiềm chế yêu tu này, sau đó trốn sau lưng tuân trưởng lão, để tuân trưởng lão thay mình giải quyết phiền toái này. Nhưng không đợi hắn đứng dậy, yêu tu cao lớn kia đã chỉ một ngón tay. Chỉ là hắn chỉ, cũng không phải là mặt họa, mà là chỉ hướng phía sau yêu tu trẻ tuổi kia, hướng nào đó trống rỗng, vẻ mặt ngưng trọng nói, có người, yêu tu trẻ tuổi kia quả nhiên trẻ tuổi, thật sự không hề phòng bị, xoay người nhìn theo hướng ngón tay của yêu tu cao lớn kia vừa quay người hắn đã ý thức được điều gì nhưng đã chậm mặt họa có thể rõ ràng nhìn thấy trong đêm tối hiện lên một đạo huyết quang màu đỏ tươi yêu tu cao lớn kia bàn tay yêu hóa thành móng vuốt sắc bén ngưng kết yêu lực đến mức tận cùng sau đó kèm theo gió tanh từ sau lưng yêu tu trẻ tuổi kia trong nháy mắt xuyên qua ngực bị xỏ xuyên qua trái tim bị xé nát yêu tu trẻ tuổi thần sắc hoảng sợ, sau đó dâng lên phẫn nộ vô biên. Hắn muốn trả thù yêu tu cao lớn kia. Cho dù chết, cũng phải xé xuống một miếng thịt. Nhưng hắn trọng thương gần chết, căn bản không phải đối thủ. Chỉ giải dụ mấy hiệp, hai tay của hắn bị bể gãy, bụng dưới cũng bị yêu tu cao lớn kia xuyên qua, máu chảy đầm đìa té trên mặt đất, triệt để mất mạng. Yêu tu cao lớn lý máu tươi trên cánh tay, lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, châm chọc nói, cũng không nhìn xem, mình là mặt hàng gì, tuy nói ngươi cũng xuất thân từ gia tộc, nhưng so với những công tử thiên kiêu chân chính kia, ngươi xứng sao, người nào cũng dám xem thường. Đúng, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng vậy thì sao, một thân ngạo khí, lại không có đầu óc, thấy người trèo cao không nổi, còn không biết cúi đầu. Ngươi không chết thì ai chết, yêu tu trẻ tuổi lạnh lùng chết trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Yêu tu cao lớn bắt đầu lột hắc bào trên người hắn, giết ngươi, lấy ngươi làm đệm, ta mới có thể đi ra ngoài. Nói xong, hắn lại cười âm trầm, đừng trách ca ca không nói tình nghĩa, mặc dù ngươi đã chết, nhưng ta còn sống không phải sao. Nhân sinh bất quá hơn 300 năm, sau khi ta ra ngoài, thay ngươi hưởng thụ 300 năm thanh phúc này, hưởng xong, ca ca đi xuống bồi tội cho ngươi. Còn ngươi, cũng đừng chết không nhắm mắt hắn đưa tay, muốn nhắm mắt lại yêu tu trẻ tuổi, nhưng nhắm mấy lần, cũng không có nhắm lại. Mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Yêu tu cao lớn giận dữ, dùng sức xé đôi mắt yêu tu trẻ tuổi, xé thành máu thịt bê bét. Máu tươi thuận theo hốc mắt chảy xuống, tựa như huyết lệ chảy xuống. Thật là suối quẩy, yêu tu cao lớn hừ lạnh một tiếng, cắt một tiếng, vừa quay người lại, liền thấy trong đêm tối, một đạo kiếm quang màu trắng không thể kháng cự xẹt qua. Toàn bộ cánh tay của hắn, tựa như bùn nhão, bị cắt đứt. Yêu huyết phun ra ngoài thần sắc mờ miệt hiện lên trên mặt hắn không đợi hắn kịp phản ứng lại là một đạo kiếm quan hiện lên gãy một chân của hắn yêu tu cao lớn lập tức quỳ rạp xuống đất mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vừa định ra sức bò lên trước mặt hắn liền xuất hiện một tu sĩ vóc người thon dài tuân tử du mặt trầm như nước trong mắt chứa tức giận cũng chỉ một điểm một cổ kiếm khí kim đang ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt bành trướng xoắn cho yêu tu cao lớn kia thương tích đầy mình Vi áp của kiếm khí trấn áp yêu tu này yêu tu nằm rạp không dậy sắc mặt xám xịt đã mất đi lòng chống cự tuân tử du cũng không dốc hết toàn lực nhưng không đến ba hiệp vẫn như của trấn áp yêu tu cao lớn này Mặc họa hết sức hài lòng gật gật đầu bảo tiêu của mình thật lợi hại nói tuân tử du mặt như sương lạnh trầm giọng hỏi ngươi có thân phận gì công tử mà ngươi nói là ai ngươi lại dự định trời luyện yêu sơn như thế nào nhưng yêu tu kia nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy máu tươi, lại không trả lời. Mặt họa nhíu mày, bỗng nhiên vẻ mặt rung lên, nói hắn đang truyền thư, mặt họa còn chưa dứt lời, vương tử du cũng lập tức ý thức được, ngón tay hắn vạch một cái, một đạo kiếm quan trắng xóa hiện lên. Cánh tay còn lại của yêu tu cao lớn cũng theo đó mà đứt rời. Cơn đau dữ dội truyền đến, tên yêu tu này không nhịn được cầm lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp gào lên đã bị tuân tử du dùng linh lực kim đan mạnh mẽ khóa chặt yết hầu mặt họa thì nhặt ngón tay trắng nõn từ trong một vũng máu nhặt ra một tấm lệnh bài ngâm vết máu là truyền thư lệnh ánh mắt mặt họa sáng ngời thứ tốt bên kia ánh mắt tuân tử du như kiếm còn đang hỏi yêu tu kia ngươi rốt cuộc là nghe theo mệnh lệnh của ai công pháp yêu tu là ai truyền cho các ngươi yêu tu cao lớn kia vẫn cười lạnh miệng đầy máu tươi lại không nói một lời. Mặt họa thấy thế nói, giết đi, hắn sẽ không nói. Tuân tử du ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn mặt họa. Đứa nhỏ này, sao còn quyết đoán hơn cả mình lúc này mới vừa đối mặt, vừa hỏi hai câu, còn chưa đợi đối phương trả lời, trực tiếp chỉ một câu, giết đi. Mặt họa nói, yêu tu rất cứng miệng, hơn nữa, hắn đã như vậy, sống chết rồi cũng không khác nhau, khẳng định là sẽ không nói. Tương tử du cũng cảm thấy có lý, chỉ là vẫn có chút do dự. Mặt họa liền quơ quơ, truyền thư lệnh, trong tay, hỏi cái này là được rồi. Tuân tử du sửng sốt, sau đó hiểu rõ, gật đầu. Một bên khác, yêu tu cao lớn kia nghe thấy một thanh âm trong trẻo, nói muốn giết hắn, không khỏi dãy dụ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn mặt họa. Mặt họa không hề sợ hãi đối mặt với hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi mới vừa nói, chờ ngươi làm, ca ca, này, hưởng 300 năm thanh phúc, lại xuống dưới bồi tội cho, đệ đệ ngươi vừa mới chết ba trăm năm thì quá lâu ngươi không bằng một bước đúng chỗ trực tiếp xuống dưới bồi tội đi đồng tử yêu tu trợn to nhìn mặt họa oán hận không thôi nhưng hắn còn chưa kịp nói gì một đạo kiếm quan xẹt qua yêu tu cao lớn này liền như vậy đầu một nơi thân một nẻo mất mạng tại chỗ đêm tối nặng nề trong rừng rậm một mảnh tĩnh mịch yêu tu cao lớn bị một kiếm của tuân tử du bêu đầu ngã thẳng xuống đất cứ thế tắt thở máu tươi chảy đầy đất. Mặt họa tuyệt không sợ hãi, mà là thần thức như đuốc, ánh mắt nhìn thấu, quét quanh thân yêu tu này một lần, sau đó từ trên người hắn, lại lấy ra một cái túi trữ vật, một cái ngọc giản. Cuối cùng mặt họa suy nghĩ một chút, lại đem máu bào đen trên người yêu tu giật xuống. Trên những thứ này đều dính vết máu. Mặt họa đơn giản xoa xoa, trước tiên lật qua túi trữ vật. Trong túi trữ vật, phần lớn đều là đồ vật yêu tu tùy thân mang theo một ít đang dược huyết dị, không biết dùng máu thịt gì để luyện. Mấy món linh khí, là linh khí đứng đắn, nhìn như là thứ mà tên yêu tu cao to này dùng trước khi hóa yêu nhập ma, hắn giữ lại làm kỷ niệm, không nở mất. Ngoài ra còn có một ít xương cốt, một đống thịt khô không biết là làm từ loại thịt gì. Cuối cùng, chính là công pháp bí tịch cùng yêu đạo ngọc giảng. Mặt họa đang cầm yêu công bí tịch, vừa định mở ra xem, nhưng chớp mắt, trong tay liền trống rỗng tuân tử du đoạt lấy bí tịch yêu công từ trong tay mặc họa yêu môn tà đạo không phải thứ tốt tiểu hài tử đừng nhìn a à, mặc họa cúi đầu lại muốn lật túi trữ vật nhưng trong nháy mắt túi trữ vật cũng bị tuân tử du cướp đi những thứ này đều không phải thứ tốt ngươi đừng học xấu tuân tử du cảnh giác nói mặc họa tuổi còn nhỏ nhìn giống như là một tiểu thiếu niên nhưng ở trong mắt tuân tử du cũng chỉ là một đứa trẻ đứa nhỏ lòng hiếu kỳ nặng một trận sư mầm tốt như vậy. Nhỡ đâu thật là ở chỗ này, nhìn mấy lần công pháp yêu ma, trong lòng nhất thời tò mò, giao xuống một ti ma niệm, do đó về sau đi sai bước nhầm, rơi vào ma đạo. Vậy mình thật sự là, chết muôn lần cũng khó chuột, rồi. Cho dù lão tổ không lột da mình, mình cũng sẽ hối hận cả đời. Mặt họa bất đắc dĩ, chỉ có thể đi xem truyền thư lệnh. Nhưng vừa mới giơ tay lên, lập tức tay co rụt lại, lại thu truyền thư lệnh vào, cảnh giác nhìn Tuân Tử Du, sợ hắn còn cướp. Tuân Tử Du lúc này cũng không tiện đoạt nữa, nói ngươi xem trước đi. Lúc này mặt họa mới nhẹ gật đầu, thần thức chìm vào truyền thư lệnh, yên lặng nhìn lên. Trong truyền thư lệnh, biểu hiện một hàng chữ mới nhất có nội quỷ, nhanh hàng chữ này là yêu tu cao lớn kia lưu lại trước khi chết, không viết xong, cũng không phát ra ngoài. Đương nhiên, cũng vĩnh viễn không phát ra được lúc này mặt họa liền xóa sạch nó. Ngoài ra, còn có một số tin tức khác. Mặt họa đại khái lật qua lật lại, phát hiện phần lớn là một ít yêu tu gần đây, chỉ thị, thí dụ như, 16 tháng này vạn yêu cốc mở ra, bạch cốc đạo hiển lộ, tất cả yêu tu đều phải vào cốc, không được chậm trễ. Nhiệm vụ, hắc ngu yêu, ba con, chết. Nhiệm vụ, thanh huyền hồ, một con, sống. Chú thích, nhiệm vụ thất bại, trong luyện yêu hồ, chịu hình ba ngày nếu dám phản bội chạy trốn hiến tế cho luyện yêu đồ chịu nỗi khổ vạn yêu gặm cắn thần hồn câu diệt luyện yêu hồ luyện yêu đồ mặt họa ngẩn ra bầu này là cái gì còn có bức họa này không phải là đôi mắt mặt họa sáng lên trong lòng yên lặng nhớ thương thấy cái gì rồi phân tử du ở bên cạnh thấy mặt họa đôi mắt to quay tròn không biết nghĩ chủ ý xấu gì nhịn không được lên tiếng hỏi không có gì mặc họa nhỏ giọng nói hắn cũng không thể nói loại lời ta đói bụng này mặc họa nghĩ nghĩ liền đưa truyền thư lệnh cho tuân tử du trưởng lão ngài cũng nhìn xem tuân tử du nhận lấy thần thức khẽ quét qua ánh mắt hơi nặng nề bọn yêu tu này quả nhiên là có tổ chức thậm chí quy củ tương đối nghiêm khắc nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc những tin tức này thoạt nhìn rất bình thường vì sao con mắt mặc họa lại sáng lấp lánh thần sắc thậm chí còn có chút hưng phấn có chút cổ quái tuân tử du ngẩng đầu thấy mặt họa đang lấy giấy trận từ trong túi trữ vật ra ngoài còn có một bộ trận bàn kỳ quái không khỏi ngẩn ra ngươi làm cái gì vậy trong truyền thư lệnh còn lưu lại dấu vết dòng từ đoán chừng là trước đó có cái gì kỷ lục nói chuyện phím bị xóa đi ta đơn giản trở lại như cũ một chút mặt họa tùy ý nói tuân tử du há miệng dấu vết nguyên từ đứa nhỏ này ngay cả nguyên từ trận pháp cũng hiểu hơn nữa đơn giản, Hoàng nguyên một chút. Đây là chuyện, đơn giản, sao, ánh mắt tuân tử du ngưng trọng. Mặc dù hắn không hiểu cụ thể trận pháp quan khiếu, nhưng đã từng kết bạn với không ít trận sư thiên Xu cát, cũng đại khái biết rõ một ít nguyên lý. Hoàng nguyên, nguyên từ trận văn, cùng hỏa nguyên từ trận pháp, căn bản không phải một chuyện. Hoàng nguyên từ văn, hạch tâm là thứ sinh lôi lư. Phương diện này đề cập đến, là ứng dụng đối với, bản chất, là, lôi văn, diễn sinh loại khác. Tuân tử du lo lắng hồi lâu, yên lặng hỏi đây cũng là tuân lão, lão tổ dạy ngươi, mặt họa trừng mắt nhìn, bằng không thì sao? Còn có thể là tự ta tìm tòi sao, tuân tử du suy nghĩ một lát, gật đầu cũng đúng. Lão tổ không đích thân chỉ điểm, làm sao có thể học được mấy thứ này, sau đó mặt họa bắt đầu bắt tay vào làm từ văn bất định. Hắn hết sức thuần thục mà phá giải truyền thư lệnh, phục khắc định thức từ văn, cảm giác và ghi chép lôi văn, cũng cấu tạo lại cấu trúc bên trong bộ khung của nguyên từ trận pháp trong thư lệnh, mượn một chút này, đem từ văn bên trong truyền thư lệnh bị xóa đi hoàn nguyên, cuối cùng thông qua từ mặt, một lần nữa hiển hiện ra là văn tự tuân tử du ở bên cạnh xem không hiểu, nhưng cũng bị chấn động mạnh. Nếu không phải mặt họa quá non, hắn thậm chí sẽ cho rằng, là một lão tổ, hạt phát đồng nhang nào đó của thiên su cát, đang hóa giải nguyên lý trận pháp nguyên từ cho hắn cứ như vậy, trong lệnh truyền thư, kỷ lục nói chuyện phím, của yêu tu từng chút một được mặt họa hoàng nguyên ra. Bởi vì thứ sinh lôi lưu mịt mờ, dấu vết không rõ ràng. Từ văn thôi diễn ra sẽ có chút khác biệt, văn tự biểu hiện ra từ mặt cũng có chút rối loạn. Nhưng chữ viết không ảnh hưởng đến việc đọc. Liền đoán mò, ý tứ đại khái, vẫn là có thể hiểu được. Mặt họa đem, giải mã, trở lại văn tự cũ, sao chép tại trên một tờ giấy khác. Trong những văn tự này xen lẫn rất nhiều lời chào hỏi vô nghĩa, nói chuyện phím, quán giận, một ít, tâm đắc, tu luyện yêu công trao đổi, không rõ ràng cho lắm, còn có một chút, thuật ngữ yêu đạo, mơ hồ. Mặt họa chỉ có thể căn cứ vào những văn tự lộn xộn này, tổng kết tình báo đầu tiên là yêu tu trẻ tuổi bị giết chết kia xuất thân từ tiểu gia tộc, thiên phú rất tốt, có chút ngạo khí, không cảm thấy mình kém hơn người khác bao nhiêu. Lúc tham dự tông môn đại hội, gặp được một đại thế gia, công tử, chưa từng cúi đầu, chưa từng chào, không đủ cung kính, bị coi là ngạo mạn vô lễ sau này săn yêu liền bị người tính kế lạc lối tại rừng rậm luyện yêu sơn cuối cùng bị bắt vào vạn yêu cốc bất tri bất giác liền tu công pháp yêu đạo biến thành yêu tu hiện tại càng bị người xem như đội đệm nhưng cụ thể làm đội đệm như thế nào trọng lương đổi cột như thế nào ra luyện yêu sơn như thế nào ai tới tiếp ứng như thế nào ung dung ngoài vòng pháp luật trên truyền thư lệnh chưa đề cập Đoán chừng là thứ cơ mật hơn, yêu tu cao lớn này không dám nói ở trên truyền thư lệnh. Ngoài ra, chính là một ít tình huống nội bộ vạn yêu cốc trong lúc yêu tu nói chuyện trời đất, đề cập tới ba vị trưởng lão yêu tu, hắn không nói tu vi cụ thể, nhưng trong luyện yêu sơn, cấm hành vũ hóa, còn có thể được tôn xưng là trưởng lão, tất nhiên chính là Kim Đan, chỉ là không biết đến tột cùng là tầng cảnh giới nào của Kim Đan, ngoài ra còn nhắc tới công tử. Tựa hồ hết thảy sự tình đều phải nghe theo công tử phân phó. Nhưng những yêu tu này, đối với hai chữ, công tử, giữ kín như bưng, cũng không dám nhiều lời. Trong vạn yêu cốc, còn có quản sự, phụ trách quản lý một ít việc vặt vảnh, quyền lực không nhỏ. Dưới quản sự, chính là yêu tu bình thường mặc họa kể rõ ràng một vài tình huống cụ thể cho tuân tử du nghe. Tuân tử du gật đầu, nhìn mặc họa, có chút cảm khái. Đứa nhỏ này về sau, nếu là làm công tác điều tra theo dõi bí mật nghe trộm, quả thực khó giải một cái truyền thư lệnh, có thể moi ra nhiều bí mật như vậy. Tông môn nào, thế lực nào chịu được hắn lột như vậy, nói xong, mặt họa cũng có chút nghi hoặc trong vạn yêu cốc kia, nhiều yêu tu như vậy, lại chỉ có ba kim đan trưởng lão, có thể trấn được sao, quân tử du nhíu mày, suy tư một lát, chậm rãi nói ba kim đan, chỉ là tọa trấn, duy trì ổn định trong cốc, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Yêu tu số lượng đông đảo, tính tình tàn bạo, làm việc điên cuồng không có khả năng trông cậy vào người để quản tất nhiên còn có thủ đoạn cưỡng chế quản thúc khác thủ đoạn quản thúc khác mặc họa trong lòng hơi động bỗng nhiên nghĩ đến trên thân những yêu tu này vẽ xuống yêu văn trong lòng khẽ nhúc nhích tứ tượng trận pháp tuân tử du lại nói hơn nữa trưởng lão có thể ngồi ở luyện yêu sơn này tất nhiên không phải là nhân vật bình thường tuân tử du quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng rậm lộ ra yêu khí âm trầm ánh mắt thâm thúy dám làm loại sự tình này dưới mí mắt đạo đình ti cùng với các đại tông môn trong càng học châu một khi bại lộ chính là tịch thu tài sản tịch thu tài sản cách danh tông môn không phải trưởng lão tâm phúc chân chính tuyệt đối không thể ủy thác trách nhiệm như thế hơn nữa tu sĩ kim đang đặt ở trong gia tộc ngũ phẩm cũng coi như là cố sự bình thường tiền đồ thập phần khả quan không có mấy người nguyện ý vì gia tộc người không ra người quỷ không ra quỷ khô thủ tại nơi huyết tinh ngăn cách với nhân thế này hơn nữa yêu cốc này nếu không bị phát hiện ba yêu tu kim đang tọa trấn là đủ rồi. Nếu bị phát hiện giọng điệu tuân tử du lạnh lùng, đừng nói ba, cho dù là ba mươi, ba trăm kim đan cũng không có tác dụng gì. Mặt họa ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Như thế đây chính là châu giới càng học, đại thế gia đại tông môn nhiều như vậy. Một khi vạn yêu cốc bị bại lộ, kim đan yêu tu tọa trấn có nhiều hơn nữa cũng chỉ là món nhắm, không có tác dụng gì. Mà mặt khác, chỉ cần không bại lộ, ba kim đan cũng xác thực là đủ rồi tuân trưởng lão, muốn trở về gọi người, đến tiêu diệt vạn yêu cốc sao? Mặt họa vụng trộm hỏi. Tuân tử du vừa định mở miệng, bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn mặt họa, hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Mặt họa lắc đầu, ta chỉ là một đệ tử trúc cơ nho nhỏ, có thể cảm thấy cái gì? Tuân tử du thở dài, ngươi muốn cái gì thì nói cái đó. a à, mặt họa chớp mắt, liền nhỏ giọng nói, theo ta thấy, nếu như cứ như vậy vây quét, dễ dàng xảy ra vấn đề. Vạn yêu cốc này dễ thủ khó công. Nếu như nhân thủ xuất động ít đi, nhất thời công không được, thế tất sẽ biến thành tiêu hao chiến, sẽ có tử thương. Nếu như xuất động nhiều nhân thủ, ngư long hỗn tạp mặc họa ý vị thâm trường nhìn tuân tử du một cái, vạn nhất bên trong có người trà trộn vào không sạch sẽ, cản trở, sợ là nguy hại càng lớn hơn. Tuân tử du nhướng lông mày, gật đầu. Mặc họa nói không sai. Loại chuyện này, nếu không lộ ra phong thanh, chỉ có thể tìm tu sĩ thân tín của tông môn mình. Nhưng cứ như vậy, liền biến thành thái hư môn vây quét vạn yêu cốc, một khi có tử thương, tổn thất đều là tu sĩ thái hư môn. Nếu như gọi đến tông môn khác, lại rất dễ dàng để lộ phong thanh. Còn có một vấn đề, mặt họa nói tiếp, vạn yêu cốc trước, là bố trí tà trận, dựa theo cách nói của yêu tu, tùy tiện vào cốc, sẽ gặp nguyền rủa thần trí mất nhiều, điên cuồng mà chết có thể thấy được tà trận này, khó giải quyết đến cực điểm, nếu như không phá được, cứ như vậy xông tới giết, tất nhiên tử thương thảm trọng. Ngươi cũng không phá được sao, tuân tử du nghiêm nghị hỏi. Vừa hỏi ra miệng, hắn liền hối hận. Bản thân đường đường là một trưởng lão kim đang hậu kỳ, vậy mà lại vô thức đem hy vọng phá trận ký thác lên trên người một tiểu đệ tự trúc cơ cảnh mặt mũi trưởng lão của mình, đều sắp mất sạch. Cũng may mặt họa cũng không để ý, mà là nghiêm túc lắc đầu nói trận pháp trong này, không chỉ có tà trận, chỉ sợ còn liên quan đến một ít môn đạo trên thần thức, những thứ này đều không phải là phạm trù trận pháp tầm thường, ta còn không hiểu rõ trận sư bình thường, cho dù là tam phẩm, nếu chỉ học được ngũ hành bát quái trận pháp chính thống, đối với tà trận cùng thần đạo trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nhìn ra môn đạo của những trận pháp này. Tuân Tử Du khẽ nhíu mày, sau đó nói, theo như lời đám yêu tu kia nói, mỗi tháng 16, trăng tròn, vạn yêu cốc mở rộng, bạch cốt đạo hiện ra, chỉ có thể tiến vào vạn yêu cốc ngày mai chính là 16, chờ vạn yêu cốc mở cửa, ta trước xem có thể trà trộn vào hay không, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặt họa vội vàng nói, ta cũng đi. Không có ngươi. Vậy nếu như đụng phải trận pháp thì sao? Bên trong nếu có trận pháp thần đạo, trưởng lão ngài không biết làm sao bây giờ, sau đó bị phát hiện thì sao, còn có, lúc đi vào, không phải chỉ ẩn nấp là được. Nhất định phải dùng trận pháp thần đạo che giấu tung tích, ngăn cách cảm giác của người khác ngài biết những thứ này không tuân tử du bị mặt họa nói đến á khẩu không trả lời được mặt họa lặp lại ta cũng đi tuân tử du xoắn suýt một lát thở dài thỏa hiệp nói ngươi đi theo ta sau khi đi vào tuyệt đối đừng chạy lung tung ừm um. mặt họa gật đầu vây quét quy mô lớn động tác quá lớn dễ dàng bức dây động rừng hơn nữa cũng thật sự có nguy hiểm rất lớn cho nên dựa theo lệ cũ đều là trước tiên phải tìm hiểu một phen biết rõ tình hình địch, điều tra rõ chi tiết, sau đó mới dễ động thủ. Đương nhiên, mặt họa cũng có một chút, tư tâm, nho nhỏ của mình hắn muốn vào xem, tà thần đến cùng đang làm cái gì. Còn có, trong vạn yêu cốc, có thể giấu tứ tượng trận pháp, cùng thần đạo trận pháp truyền thừa hoàn chỉnh hay không, chính mình cũng không tham lam, có thể lấy được mấy bộ tứ tượng hoặc là thần đạo trận đồ là được. Còn có, bên trong truyền thư lệnh của yêu tu, đề cập đến bộ, luyện yêu đồ, kia, cũng phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, có phải giống như mình nghĩ hay không đáy mắt mặt họa hơi sáng lên. Sau đó tuân tử du đơn giản xóa đi vết máu trên mặt đất, lấy đan hỏa đốt cháy hai cổ thi thể yêu tu, rồi sau đó cùng mặt họa trở về chỗ sâu trong rừng rậm. Hai người ngồi sổn trên cây đại thụ, kiên nhẫn chờ. Đợi đến khi trăng tròn 16, vạn yêu cốc mở rộng, nghĩ biện pháp tìm một cơ hội trà trộn vào vạn yêu cốc nhưng trước đó phải kiên nhẫn chờ đợi, cùng với là một ít chuẩn bị. Trên đại thụ che trời. Mặt họa ngồi xếp bằng trên cành cây thô ráp, trong tay nắm chặt hai bộ áo bào đen, chính là từ trên thân hai yêu tu kia lột xuống. Hắn lật qua lật lại hát bào nhìn mấy lần, sau đó dọc theo khe hở cùng đường may mở ra từng chút một. Rất nhanh, áo bào đen cũng bị mặt họa hủy thành mảnh vải. Mà mặt họa cũng ở trong áo bào đen, tìm được thứ mình muốn danh sách trận văn trong trận pháp thần đạo, quả nhiên mặt họa hài lòng gật đầu. Lúc vừa mới bắt đầu thấy trên người yêu tu mặt hắc bào, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Những áo bào đen này, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lại có thể che giấu hình thể, cùng với khí tức yêu tu ở trình độ nhất định. Hơn nữa, càng đến gần rừng rậm, hiệu quả che lấp áo bào đen, tự hồ càng tốt. Trận pháp rừng rậm, mặt họa diễn tính qua một lần, đạt được một ít trận văn thần đạo cơ sở bây giờ tháo bỏ áo bào đen, ấn chứng thêm chút, mặt họa liền phát hiện, trận văn thần đạo trong áo bào đen, không khác gì mấy so với trận văn thần đạo trong rừng rậm. Hơn nữa, trên áo bào đen còn có trận văn danh sách rõ ràng hơn, nói cách khác, trận pháp của rừng rậm cùng áo bào đen, là một hệ thống. Mình có thể thông qua trận văn danh sách, phỏng chế, thế thân hai yêu tu đã chết này, cùng hệ thống thần đạo phục trận trong rừng rậm câu thông, lợi dụng trận pháp đối diện, do đó che giấu khí tức bản thân. Cứ như vậy, ngoại trừ thủ đoạn ẩn nấp, còn có thần thức ngăn cách. Cho dù vào vạn yêu cốc, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mạc họa gật đầu. Hắn lấy ra hai kiện đạo bào một lớn một nhỏ. Hai bộ đạo bào này đều là linh khí định chế, bên trên còn chưa vẽ trận pháp. Nhỏ là chính hắn dùng, lớn vốn là chuẩn bị, vẽ xong trận pháp cầm đi bán. Hiện tại vừa vạn dùng làm, trận môi. Thừa dịp thời gian còn rất dư dả mặt họa lần lượt vẽ lên hai cái trận pháp thần đạo giống như hình dạng của rừng rậm, đồng thời sửa chữa lại trận văn. Hiện tại hai kiện đạo bào này cùng hắc bào trên người yêu tu có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Mặt họa đưa đạo bào lớn cho Tuân Tử Du. Trưởng lão, mặt cái này lên. Tuân Tử Du không rõ ràng cho lắm. Mặt họa chỉ nói, dùng để che giấu khí tức, có thể trà trộn vào vạn yêu cốc nguyên lý trận pháp quá phức tạp, hắn cũng không nói, đoán chừng nói, tuân trưởng lão cũng nghe không hiểu rõ tuân tử du rất tự mình hiểu lấy gật đầu thuận theo mặt đạo bào này lên chuẩn bị chu toàn hai người kia nhẫn chờ trên cây lúc nhàn rỗi mặt họa liền đánh giá yêu tu dưới cây nhìn một chút trong lòng mặt họa cũng có chút phức tạp những yêu tu nhìn như hung tàn ăn lông ở lỗ này đại bộ phận đều từng giống như mình là đệ tử tông môn của càng học châu giới nhưng bây giờ bọn họ muốn một lần nữa làm trở về, chỉ sợ cũng không thể. Một khi tu yêu công, từ thân đến tâm, đều sẽ dần dần hướng yêu thú dựa sát, do đó cũng không cách nào quay đầu mặt họa khẽ thở dài. Lập tức, trong lòng hắn lại sinh ra cảm khái. Những đệ tử bị dụ dỗ, hoặc bị bức bách, do đó tu tập yêu pháp, tự hồ đại bộ phận đều xuất thân từ tiểu thế gia yêu tu trẻ tuổi vừa mới bị giết cũng như thế. Trước đó từ trong hồ sơ của núi luyện yêu, ra được đệ tử, mất tích, cùng, tử vong, cũng là như thế. Trên đời này, tán tu là tôm, tiểu gia tộc là cá nhỏ, đại thế gia là cá lớn. Cá nhỏ ăn tôm. Cá lớn không chỉ ăn tôm, cá nhỏ cũng ăn. Loại áp bách này không chỉ thể hiện ở trên thế lực gia tộc. Ở trong tông môn, giữa các đệ tử cũng sẽ phát sinh đủ loại ức hiếp và đấu đá tà thần, hoặc là nói nanh vuốt của tà thần, tự hồ chính là đang lợi dụng loại, ức hiếp, này, tiến hành thẩm thấu. Nhưng mà, thật sự chỉ có như thế sao, mặt họa nhíu mày. Con cháu trung tiểu gia tộc bị ức hiếp, không thể không khuất phục, từ đó bị tà thần, thẩm thấu, biến thành nanh vuốt. Vậy những con cháu đại thế gia khác thì sao, tà thần thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ sao, ánh mắt mặt họa có chút ngưng trọng. Thời gian từng chút trôi qua. Bên bờ huyết khê, trước bạch cốt thang, yêu thú tụ tập, bầu không khí từ ồn ào chuyển thành an tĩnh, lại từ an tĩnh, trở thành tĩnh mịch đè nén. Rốt cuộc, bất tri bất giác, đến đêm của 16. Ánh trăng tràn đầy, nhưng mang theo một tia tà dị. Dòng máu chảy xuôi trong suối máu, dần dần sôi trào, bạch cốt hai bên bờ sông, có chút rung động. Yêu thú tụ tập cùng một chỗ, cũng khó có thể kiên nhẫn sao động cùng sợ hãi. Nơi xa đột nhiên dâng lên một luồng khí cơ nhân quả màu máu. Ánh mắt mặt họa ngưng tụ, biết rõ cánh cửa của vạn yêu cốc trong bóng tối đã từ từ mở ra đêm khuya tối đen áp lực và tĩnh mịch nhưng mặt họa có thể nhìn thấy khí cơ màu đỏ tươi trong đêm tối trong mơ hồ cũng nghe được tiếng yêu thú gầm nhẹ cùng tiếng tê minh sau đó mặt đất bạch cốt rung động trận văn màu máu liên kết với nhau một cổ khí tức thần niệm tài dị từ phương xa truyền đến trên mặt đất hiện lên một thông đạo thật dài dùng xương trắng xây thành thông đạo này giống như một con cự mãn xuyên qua dòng suối nhỏ màu máu bãi bạch cốt hà thông hướng nơi xa nhất cửa lớn vạn yêu cốc mặt họa trong lòng chấn động lập tức hiểu được mặc dù hắn không nhìn thấy trận văn cụ thể nhưng lực lượng thần niệm của trận pháp lưu chuyển lại cho hắn một loại cảm giác rất rõ ràng trận pháp này hắn đã từng thấy chính là trận pháp thần đạo dùng để mở cửa ở trong làng chài màu máu phía trước giếng cạn trên gạch xương vẽ trận pháp thần đạo dùng để mở cửa. Chỉ là trận pháp trên thông đạo Bạch Cốt này, quy mô càng lớn, trận văn càng phức tạp, phẩm giai cũng càng cao. Hơn nữa, cũng càng tà dị. Tháng 6, huyết khê sôi trào, thông đạo Bạch Cốt hiện ra. Yêu tu đứng trước đạo, cúi đầu chắp tay, vô cùng cung kính. Không biết qua bao lâu, một giọng nói già nua, khàn khàn giống như giả thú vang lên, lên đường. Vì vậy từng yêu tu, bắt đầu giống như hành thi ủ rũ, đạp bước chậm chạp đi lên thông đạo bạch cốt. Yêu tu đi ở phía trước, yêu khí rất nặng, hiển nhiên địa vị cao hơn. Bọn chúng tay không mà đi. Yêu tu phía sau, hoặc là cổng thi thể yêu thú, hoặc là khiên túi trữ vật thật lớn. Trong đó còn có xe kéo. Trên xe có lồng sắt nhị phẩm vô cùng cứng cỏi, giam giữ một ít yêu thú nhị phẩm bị thương, hy hữu. Những yêu thú này còn sống, nhưng bị xích sắt trói buộc đến sức sao, Cây ngược sắc bén đâm vào huyết nhục, căn bản không thể động đậy. Đi theo biên giới, chính là một ít yêu tu rải rác, không có địa vị. Tất cả yêu tu đều mặc áo bào đen, giống như một cái xác không hồn, đi trên thông đạo bạch cốt, bản phận mà cung kính, không dám vượt qua nửa bước. Dường như chỉ có thông đạo này mới có thể tiến vào vạn yêu cốc. Một khi đạp sai, liền vạn kiếp bất phục. Tuân tử du truyền thư cho mặt họa nói chúng ta đi theo cuối cùng vào yêu tu phía sau thực lực yếu, cảm giác cũng yếu. Cho dù bị phát hiện, thoát thân cũng dễ dàng. Nếu như sen lẫn ở phía trước, yêu tu cường đại tụ tập, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lộ ra sơ hở, thế tất sẽ rơi vào vây công những yêu súc này. Hắn là kim đan hậu kỳ, cũng không sợ. Nhưng mặt họa chỉ có trúc cơ trung kỳ, hơn nữa không phải thể tu. Khai mộng, không được, cũng quý giá đến không được, không thể đập, không thể đụng vào càng không thể rụng một sợi tóc khẳng định không thể để hắn đi hiểm mặt họa cũng thành thật gật gật đầu vạn yêu cốc hung hiểm hắn nhất định phải đi theo phía sau tuân trưởng lão hai người lại đợi một hồi nhìn trăng tròn đêm tối trên huyết khê cốt đạo đội ngũ yêu tu càng lúc càng xa yêu tu đi theo cửa sau cũng thưa thớt càng lúc càng ít mặt họa đang chuẩn bị khởi hành đuổi theo tuân tử du lại đột nhiên kéo hắn lại mặt họa có chút nghi hoặc quay đầu, đã thấy vẻ mặt tuân tử du ngưng trọng, trầm giọng nói, có người từ trong cốc đi ra, mặt họa trong lòng rùng mình, cũng không lâu lắm, quả nhiên phát giác phương xa dâng lên một cổ yêu khí kinh người. Kim đang yêu tu, đồng tử mặt họa co rụt lại, quay người lần theo khí tức nhìn lại, chỉ thấy phương hướng vạn yêu cốc, yêu khí đột nhiên nồng đậm, mông lung, xuất hiện hai bóng người cường đại. Hai kim đang yêu tu trưởng lão, mặt họa cả kinh. Yêu tu vào cốc đều dừng bước, quỳ xuống khấu bái. Bọn họ quỳ trên mặt đất, lưng eo cúi đầu, tựa như một, nhân dai, hèn mọn. Hai vị trưởng lão yêu tu đạp lên những yêu tu quỳ trên mặt đất này, hóa thành hai đạo gió tanh, trực tiếp chạy ra ngoài cốc. Trong lúc nhất thời, biển máu sôi trào, tiếng yêu minh nổi lên bốn phía. Ánh mắt tuân tử du ngưng tụ, đem mặt họa ngăn ở phía sau. Mặt họa trốn ở phía sau tuân trưởng lão, lặng lẽ thăm dò, hiếp mắt trình coi, liền thấy hai đạo huyết quang đỏ tươi bao vây lấy hai bóng người cách mình càng ngày càng gần yêu lực uy áp cường đại khiến da đầu mặt họa mơ hồ rung lên mắt thấy hai trưởng lão yêu tu này giống như hai con yêu thú chạy nhanh càng ngày càng gần thậm chí trong nháy mắt đã không đủ bốn năm trăm trượng ánh mắt tuân tử du lạnh lùng nắm chặt linh kiếm pháp bảo trong tay linh lực kim đan cũng bắt đầu yên lặng vận chuyển bầu không khí nhất thời ngưng trệ mặt họa cũng có chút khẩn trương Đúng lúc này, hai trưởng lão yêu tu kia độn quang xoay chuyển, không chút do dự bỏ chạy ra ngoài rừng rậm. Xem ra có chút vội vàng. Tay Tuân Tử Du nắm linh kiếm đã nới lỏng, nhưng ánh mắt vẫn có chút ngưng trọng, cùng lúc đó cũng còn có một tia nghi hoặc. Đợi hai trưởng lão yêu tu không thấy nữa, Mạc Họa lúc này mới nhỏ giọng hỏi, hai trưởng lão bại hoại này định làm gì? Tuân Tử Du khẽ lắc đầu. Xem ra, chúng nó tựa như có việc gấp. Mạc Họa nói, Tương tử du nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lòng sinh bất an. Đã trễ như vậy, hai trưởng lão yêu tu vội vàng rời khỏi cốc như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Tương tử du vô cùng để ý, hắn liếc nhìn sắc trời, lại liếc nhìn đội ngũ yêu tu, xem chừng khoảng cách vạn yêu cốc khép kín, đoán chừng còn một canh giờ nữa, liền nói với mặt hòa, chuyện có kỳ quặc, ta đi theo xe một chút, ngươi ở lại chỗ này. Theo dõi yêu tu kim đan, khẳng định không thể mang theo mặt họa. Tương tử du suy nghĩ một chút, lại nói, trong vòng một canh giờ, nếu ta trở về, chúng ta cùng nhau vào cốc. Nếu ta không trở về, ngươi cũng đừng tiến vào. Việc này lại bàn bạc kỹ hơn tuân tử du nói xong, lại dặn dò một lần, ngàn vạn lần đừng đi vào một mình. Ừm. Mặt họa gật đầu. Chút nặng nhẹ này hắn vẫn là biết rõ. Nói xong tuân tử du liền đuổi theo hai yêu tu kim đang kia. Mặt họa không có cách, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, hai trưởng lão yêu tu kia, đêm hôm khuy khoắc như vậy, thậm chí vội vã không để ý che lấp hành tung của bản thân, đến cùng lại đi làm cái gì, nhưng bây giờ, hắn đoán cũng đoán không được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Trên đại thụ trước vạn yêu cốc, mặt họa cứ chờ như vậy. Nhưng đợi một lúc lâu, đến khi yêu tu càng ngày càng ít, huyết khê sôi trào cũng dần dần bình phục, thông đạo bạch cốt sắp đóng lại, quân trưởng lão vẫn như cũ không trở về. Mặt họa có chút lo lắng tuân trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hắn là trưởng lão thái hư môn là hậu bối của tuân lão tiên sinh là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ hẳn là không dễ dàng treo như vậy mặc họa rất là lo lắng cho tuân trưởng lão hắn lại quay đầu mắt nhìn vạn yêu cốc nơi xa trên thông đạo bạch cốt yêu tu càng ngày càng ít yêu khí cũng càng ngày càng nhạt đoán chừng không bao lâu vạn yêu cốc lại muốn đóng cửa mặc họa truyền thư cho tuân trưởng lão tuân trưởng lão ngày không sao chứ về rồi sao, nhưng tin tức truyền đi, như bùng chìm đáy biển, bạc vô âm tính. Không biết là tuân trưởng lão không thấy được, hay là bị chuyện gì đó trì hoãn. Trong lòng mặt họa có chút sốt ruột. Làm sao bây giờ, một mình đi vào, mặt họa lập tức lắc đầu. Hắn ta không đi. Quá liều lĩnh nhưng bây giờ không đi, lại phải chờ một tháng, đến lúc đó, còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Một khi có chuyện ngoài ý muốn vạn yêu cốc phong bế hoặc là hủy diệt, tứ tượng trận pháp cùng thần đạo trận pháp bên trong đoán chừng sẽ không học được. Tứ tượng trận pháp và thần đạo trận pháp trong lòng mặt họa một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn thở dài. Quên đi thôi. Cho dù hai loại trận pháp này, mình rất muốn học, nhưng tình huống bây giờ, xác thực không thích hợp mạo hiểm. Thành thành thật thật chờ tuần trưởng lão trở về, lại bàn bạc kỹ hơn. Mặt họa chậm rãi gật đầu cứ như thế lại đợi nửa canh giờ tuân trưởng lão vẫn chưa trở về đồng dạng cửa chính vạn yêu cốc cũng không có đóng lại mặt họa liền có chút kỳ quái không đóng cửa có ý gì chờ ta đi vào không thể được bản thân hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy mặt họa lại nhìn trầm chằm yêu tu phía dưới một chút lúc này mới phát hiện chỗ biên giới của thông đạo bạch cốt có mấy yêu tu đang trông coi một bộ quan tài cách thật xa lại bị áo bào đen che khuất mặt họa thấy không rõ khuôn mặt của bọn nó nhưng mơ hồ có thể cảm giác được cảm xúc của bọn nó bọn chúng vô cùng lo lắng dường như đang chờ cái gì đó mặt họa nhíu mày chúng nó đang đợi cái gì mặt họa hết sức tò mò hơi trầm tư liền rón rén đứng dậy nhảy đến dưới một cây đại thụ cách chúng nó gần nhất khoảng cách này vừa vặn có thể nghe được thanh âm của mấy yêu tu này chỉ là miệng mũi của bọn nó đều yêu hóa, phát ra âm thanh, cũng có chút giống như giả thú thở dốc, không giống tiếng người. Mặt họa nghe một lát, mới dần dần phân biệt ra được. Sao, lâu như vậy làm trễ giờ rồi tự hồ xảy ra, có chút ngoài ý muốn, bị phát hiện rồi nếu không nhanh lên, vạn yêu cốc thật sự phải đóng cửa, mặt họa nhíu mày càng ngày càng chặt, đang nghi hoặc thì nghe xa xa truyền đến một ít động tĩnh. Mặt họa theo tiếng nhìn lại, liền thấy trong rừng rậm, một yêu tu đi ra, trên lưng nó còn đeo một cái bao tải. Yêu tu sau khi đến gần, vứt bao tải xuống đất, ôm ồm nói người nọ không nuốt lời, đưa, hàng, tới. Có một tên yêu tu tiến lên, mở ra bao tải. Bên trong bao tải, chứa chính là một người, lỗ hổng vừa mở, lộ ra một cái đầu nhỏ đờ đẫn. Mặt họa cúi đầu nhìn, trong lòng cả kinh. Tiểu một đầu. Sao hắn lại bị bắt tới nơi này, Âu Dương một trong bao tải, không biết gặp phải cái gì, đang hôn mê bất tỉnh. Lúc mặt họa đang khó hiểu, nơi xa lại truyền đến động tĩnh, lại có hai yêu tu đi tới. Trên lưng một yêu tu trong đó cũng đeo một cái bao tải. Đến gần đó, nó vứt bao tải xuống đất. Hất vả chút, mẹ nó tên yêu tu kia đá vào bao tải một cái, tính tình vẫn rất cứng rắn. Trong lòng mặt họa căng thẳng. Lần này bị bắt là ai? đã chết chưa? Có yêu tu đạo không, công tử đã phân phó, còn sống mới có tác dụng, làm sao có thể hạ tử thủ, nói xong, một tên yêu tu mở ra bao tải. Trong bao tải là một tiểu bạch kiểm. Mặt họa vô cùng bất ngờ. Tống tiệm, thế mà hắn cũng bị bắt, nhưng tống tiệm còn tốt, dù sao cũng không quen, sống hay chết, cũng không có gì để nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.